Chào mừng anh chị đã đến với webinar ứng dụng công nghệ trong vận hành quán cà phê ạ. Nội dung chính trong buổi webinar là có 4 phần. Phần 1 là quản lý nguyên vật liệu, giới thiệu về các nguyên vật liệu cần thiết trong quán cà phê và cách quản lý hiệu quả. Phần 2 là quản lý doanh thu, cách tính toán doanh thu chính xác từ các loại sản phẩm và dịch vụ, phương pháp tối ưu hóa giá cả sản phẩm để tăng doanh thu. Phần 3 là quản lý ngày công nhân viên, cách lập kế hoạch làm việc cho nhân viên một cách hợp lý, đảm bảo sự cân đối giữa công việc và lợi ích của nhân viên. Phần 4 là các hình thức bán hàng trong lĩnh vực F&B và cách áp dụng các phương pháp bán hàng online, offline để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Và cuối cùng là phần hỏi đáp ạ. Dạ, đồng hành của chúng ta ngày hôm nay có diễn giả là chị Trần Thị Ngân, có kinh nghiệm 5 năm làm BA Business Analyst thuộc team phát triển sản phẩm của Sapo F&B tại công ty cổ phần công nghệ Sapo. Và anh Lê Hùng, Coffee Technical Supervisor tại Decode, Coffee Lab và Campus Việt Nam, có kinh nghiệm 10 năm trong ngành F&B. Và không để anh chị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây MC Huyền Trang xin mời diễn giả Lê Hùng bắt đầu chia sẻ về chiến lược tiết kiệm chi phí và quản lý hiệu quả nguyên vật liệu với kế hoạch đặt hàng, quản lý kho hàng phù hợp. Trong quá trình diễn giả chia sẻ, anh chị có câu hỏi nào có thể để lại câu hỏi trong phần khung chat. Đến cuối giờ diễn giả sẽ dành thời gian để giải đáp toàn bộ các thắc mắc của anh chị ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Hùng, Lê Hùng. Thì lời đầu tiên mình muốn chào mọi người và gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn chủ quán hiện đang lắng nghe trong cái buổi webinar ngày hôm nay. Đấy. Thì đầu tiên thì mình xin phép được chia sẻ cái kinh nghiệm quản lý của mình trong vấn đề quản lý nguyên vật liệu dành cho các chủ quán. Nói chung thì khi mà các bạn mở một cái mô hình kinh doanh quán cà phê nói riêng hoặc là bất cứ một cái mô hình kinh doanh về F&B nói chung ấy, thì chúng ta thường sẽ có cái khái niệm về cái menu đồ của mình ở trong cái mô hình kinh doanh đó. Thì mọi người ít nhiều đều đã biết qua cái định nghĩa thứ nhất, đó là menu, chúng ta là menu tối ưu, đúng không ạ? Và cái loại thứ hai mà chúng ta hay để ý tới đó là menu menu thú vị. Thì khi mà chúng ta đang nói tới menu tối ưu á, thì tức là cái kiểu là menu mà chúng ta hầu hết nó sẽ áp dụng cho các cái món các cái hình thức bán hàng mà nó chiếm cái tỷ trọng cao nhất cho cái trong trong cái bảng doanh thu của mình đấy, hoặc là cái đó là cái menu mà chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta bán liên tục ngày qua ngày đấy. Và cái menu thú vị đó là menu mà chúng ta thường sẽ áp dụng với một cái chương trình promotion nào đó, hoặc là một cái sự kiện nào đấy, hoặc là một loại menu theo mùa đó. Thì thường những cái menu tối ưu và menu thú vị ấy, chúng sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là menu tối ưu thì rất là đơn giản, mọi người nghe cái tên là biết ngay rồi, tức là nó sẽ sử dụng tối ưu những cái nguyên vật liệu của chúng ta dùng để pha chế hoặc là để làm đồ ăn hoặc đồ uống. Còn ngược lại, cái menu thú vị đấy, cái menu thú vị là cái menu mà chúng ta buộc phải dùng những nguyên vật liệu nó có thể là nó hiếm có này, hoặc là nó đặc biệt này, hoặc là không phải lúc nào nó cũng có sẵn trên thị trường. Mục tiêu là sao, là tạo ra những cái đồ uống hoặc những món đồ ăn mà nó khiến cho khách hàng của mình cảm thấy là hứng thú đó, tạo nên cái sự khác biệt trong một cái giai đoạn nhất định nào đó đấy. Thì cái menu tối ưu, cái ưu điểm của nó thì nghe tên mình có thể nói được ngay đó, đó là nó tối ưu cái bảng nguyên vật liệu của mình ở trong cái mô hình kinh doanh đó. Làm sao để mà chúng ta sử dụng một nguyên vật liệu nào đấy tối đa và áp dụng cho nhiều món hết mức có thể đấy. Thì ưu điểm tức là sao, tức là nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm rất là nhiều chi phí trong cái phần order nguyên vật liệu của mình. Còn ngược lại, menu thú vị là sao, và ưu điểm của nó là nó tạo cái sự hứng khởi cho khách hàng của mình khi mà mình muốn bán hàng với người ta, nhưng mà bù lại nó sẽ đặt một cái gánh nặng rất là lớn lên cái việc quản lý nguyên vật liệu, tức là chúng ta sẽ phải order nhiều nguyên vật liệu hơn. Và khi mà các bạn order nhiều nguyên vật liệu hơn, những nguyên vật liệu nó đặc biệt hơn, nó khác biệt hơn, thì chúng ta sẽ phải đổ rất là nhiều công sức để chúng ta bảo quản những cái lượng nguyên vật liệu đó. Đấy. Thì với vai trò một loại chủ quán á, thì các bạn sẽ phải ưu tiên những nguyên tắc cũng như là cân bằng hai loại menu này tại quán. Đấy. Thì đối với nguyên tắc dành cho cái menu tối ưu của mình á, thì đó là các bạn phải áp dụng trực để cái nguyên tắc đầu tiên là sao, là một nguyên liệu mà chúng ta có thể sử dụng cho rất là nhiều món ăn hoặc món uống khác nhau. Đấy. Rồi sau đó là để sử dụng cái menu dù là tối ưu hay thú vị đi chăng nữa đó, thì các bạn sẽ phải bắt buộc là các bạn đảm bảo cái sự chính xác của mình khi mà mình sử dụng để mình pha chế hoặc là mình
chế tạo chế biến những cái món ăn uống khác nhau. Đấy. Thì để định lượng cái chính xác này á, thì thứ nhất là chúng ta phải dùng những cái cách như là dùng cân này, hoặc là dùng những cái loại bây giờ người ta có rất là nhiều các cái trang thiết bị như là bơm tự động này. Đấy. À, tức là những cái loại bơm mà nó giúp chúng ta bơm những nguyên vật liệu này ra, những loại nguyên vật liệu dạng lỏng ấy, mà theo một cái định lượng nhất định nào đó là cái bơm nó sẽ tự ngừng. Điều này sẽ giúp mình giảm thiểu cái hao phí ở trong cái việc vận hành, đặc biệt là việc pha chế của các nhân viên của mình ở tại quầy bar. Đấy. Và một trong những cái yếu tố mà cực kỳ quan trọng nhất mà nghĩ là hầu hết mọi người đều đều sẽ biết, nếu như chúng ta đã làm trong trong ngành MB, đó là nguyên tắc FIFO. FIFO tức là first in first out, tức là nguyên vật liệu nào mà chúng ta order trước thì chúng ta bắt buộc phải dùng trước, và sau đó những nguyên vật liệu mà chúng ta order sau thì chúng ta sẽ dùng sau cùng. Điều này giảm thiểu cái việc đó là hao phí do mình quên mất là mình đã order cái vật liệu đó, đúng không ạ? Và dẫn đến việc đó là nó hết hạn, và khi mà hết hạn rồi thì đương nhiên là chúng ta không thể nào chúng ta dùng để chúng ta pha chế hoặc là chúng ta làm đồ được nữa, mà bắt buộc là chúng ta phải hủy bỏ. Đấy. Nếu như mà chúng ta không theo chặt cái quy tắc FIFO này thì cái nguy cơ mà chúng ta hao phí nguyên vật liệu vì nó hết hạn là rất là cao, và một lần như thế thì cái thiệt hại của mình sẽ rất là lớn. Đấy. Thì về cái việc quản lý nguyên vật liệu của mình ấy, em mới tiếp slide tiếp theo. Thì cái việc quản lý nguyên vật liệu của mình trên Sapo á, thì Sapo thật sự là có thể cung cấp cho mình một cái phương pháp mà nó quản lý rất là chi tiết, cũng như là nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều công sức. Thì cái này mình sẽ nhường lại để cho bạn Trần Thị Ngân với những kinh nghiệm thực tế của bạn ấy trên Sapo. Em xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi webinar ngày hôm nay. Em là Trần Ngân ạ. Em là nhân viên PA ở Sapo. Thì bây giờ qua những cái trải nghiệm thực tế của anh Hùng ấy, thì bây giờ em sẽ nói trực tiếp ở trên phần mềm Sapo MB là mình sẽ ứng dụng cái công nghệ vào trong quá trình bán hàng ấy. Thì như anh vừa nói là về cái cách mà mọi người thiết lập các cái menu khi mà bán hàng, thì trên Sapo MB cũng sẽ có các cái tính năng để hỗ trợ nhà hàng mình có thể thiết lập ra các cái menu như mong muốn, là menu tối ưu hoặc là menu thú vị gì đấy. Thì ở trên Sapo MB thì sẽ có cho mọi người có thể thiết lập ra các cái menu. Khi mà thiết lập menu thì mọi người có thể là đặt tên các cái thực đơn. Menu nó là thực đơn ấy, thì ở trên này sẽ có ảnh là mọi người có thể nhìn thấy là nó bao gồm là tên thực đơn. Thì ví dụ như ở đây em để ảnh là mình tạo ra một cái thực đơn là hoa quả tươi chẳng hạn, và bên dưới mọi người sẽ thêm các cái mặt hàng thuộc cái menu này vào trong cái thực đơn này. Và sau đấy, sau khi thiết lập xong các cái thực đơn ấy, thì mọi người nhà hàng mình có thể là nhìn thấy được, nhân viên bán hàng ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy được các cái thực đơn đấy ở trên màn hình bán hàng. Thì bây giờ em có thể show trực tiếp luôn cái màn hình bán hàng đấy lên trên đây cho mọi người xem luôn ạ. Thứ hai nữa, bên cạnh cái việc mà thiết lập ra các cái thực đơn ấy, thì Sapo MB cũng sẽ có hỗ trợ cho mọi người, cho nhà hàng có thể là khi mà tạo một mặt hàng thì mình sẽ liên kết các cái nguyên liệu vào trong cái mặt hàng đấy. Mình sẽ tạo sẵn ra các cái nguyên liệu ở trong kho. Ví dụ như ở đây em có tạo một cái mặt hàng cà phê thì mình có thể liên kết, em lấy ví dụ là liên kết cái nguyên liệu đường và liên nguyên liệu cà phê vào ở trong kho như thế này. Đây thì ở trên phần mềm mọi người có thể nhập cái định lượng và cái đơn vị mà mọi người chế biến ấy. Ví dụ như ở đây em để là mình sẽ chế biến cái mặt hàng cà phê bằng 1 gram đường và 1 gram cà phê. Thì sau khi nhấn lưu thì hệ thống sẽ ghi nhận là cái công thức để mà chế biến lên cái mặt hàng này là bao gồm 1 gram đường và 1 gram cà phê. Sau đấy mỗi lần mà nhà hàng bán ra mặt hàng cà phê này ấy, thì trong kho nó sẽ trừ đi cái số lượng tương ứng là trừ đi 1 gram đường và 1 gram cà phê. Thì cứ mỗi lần mà nhà hàng bán ra thì cái nguyên liệu, cái số lượng nguyên liệu trong kho nó sẽ được cập nhật tương ứng ạ. Ngoài ra thì có sau mỗi lần mà cái số lượng của nguyên vật liệu trong kho mà nó được cập nhật ạ, thì
mình có thể xem được các cái trạng thái xem là với số lượng hiện tại thì mặt hàng đấy nó còn hàng hay là sắp hết hàng hoặc là đã hết hàng hay chưa, để mình hoàn toàn có thể nhập xuất kiểm kê, nhập thêm này, xuất ra và kiểm kê lại cái kho hàng của mình cho nó chuẩn thực tế ạ. Đấy thì em có nói qua toàn bộ các cái phần quản lý kho ở trên Sapo MB thì lát nữa em sẽ demo chi tiết hơn. Thì bây giờ đến phần tiếp theo là phần quản lý doanh thu thì chắc là em sẽ nhường lại mic cho anh Hùng anh nói tiếp phần này ạ. Rồi, một trong những cái phần quan trọng nhất của các chủ quán cũng như là cái người quản lý các mô hình kinh doanh thì mình phải biết được đó là cái tệp doanh thu của mình đến từ đâu không ạ. Thì tệp doanh thu của mỗi một quán thì thường nó sẽ không giống nhau, và một vấn đề hết sức là hiển nhiên đó là đôi khi các bạn mở một cái mô hình kinh doanh, ví dụ như là một mô hình kinh doanh mà các bạn muốn bán món A nhưng mà doanh thu của bạn sẽ đến từ một món B nào đó là có việc hoàn toàn bình thường, nếu không có gì là nó sai hay là nó thất bại ở đây cả. Đấy. Điển hình nhất là ví dụ như là chúng ta hay nghe một cái lời nguyền rất là vui, đó là sao các bạn mở quán cà phê nhưng mà các bạn bán trà là chủ yếu đó. Cái vấn đề đó thực ra xảy ra nó rất là phổ biến trong gần như tất cả các mô hình F&B hoặc là quán cà phê nói chung. Đấy. Thì trên màn hình ở đây mình có share cho mọi người thấy. Một trong những cái đầu tiên của chúng ta nói là cái báo cáo bán hàng theo nhóm hàng hóa. Đấy. Thì mọi người để ý cái bảng trên cùng không ạ? Thì ở trên đó chúng ta sẽ có những cái tệp. Đầu tiên á, là espresso base, thì nếu mà bạn nào bán cà phê thì đều biết espresso tức là một loại cà phê, và espresso base thì nôm na đó là cái tệp về cà phê của mình. Đấy. Non coffee ở đây là những món đồ uống mà nó không có cà phê. Thì những món đồ uống mà không có cà phê thì có thể bao gồm trà này, hoặc là có thể bao gồm nước suối, nước khoáng, hoặc là những loại kombucha vân vân. Đấy. Những món ở phần này thì mình có phần tiếp theo đó là kem, và một phần khác cuối cùng nữa là bánh và đồ ăn chung. Đấy. Thì mặc dù đây là một mô hình bán cà phê nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy đó là cái doanh thu đến từ cái phần không cà phê là doanh thu vượt trội. Đấy. Thì cái việc này thực ra rất là phổ biến trong tất cả các cái mô hình kinh doanh. Khi mà chúng ta mở một cái mô hình kinh doanh, chúng ta bán một cái tệp món A nào đó nhưng mà doanh thu của mình thì nó hoàn toàn có thể đến từ một cái tệp món B. Cái này thì phụ thuộc vào thứ nhất đó là cái khách hàng của mình xung quanh cái khu vực mà chúng ta mở, đôi khi là chúng ta ước lượng nó chưa chính xác được cái tệp khách hàng đó, thành ra đó là cái tệp đồ uống mà chúng ta muốn bán nó sẽ bị sai lệch đi. Đấy. Thì mục tiêu của mình là mình phải nắm rõ được cái món đồ uống nào, cái tệp đồ uống nào đang đóng vai trò chính yếu trong cái tổng số doanh thu của mình, để từ đó mình mới có những cái quyết sách cho nó phù hợp. Đấy. Thì để cho mọi người biết được cụ thể ở đây á, thì đầu tiên á, là trên cái bảng báo cáo hàng hóa theo nhóm này mình chia theo từng tệp, nhưng để đi sâu hơn thì mình sẽ có một cái bảng mà nó gọi là một bảng thống kê đóng góp doanh thu theo đầu đồ uống. Đấy. Thì ví dụ như đây là một cái bảng mà mình thống kê đóng góp doanh thu theo đầu đồ uống, mà hầu hết là mình nghĩ là dù là các bạn mở quán cà phê hoặc là mình mở quán ăn hoặc là mình mở bất cứ một mô hình kinh doanh nào và F&B nói chung, thì chúng ta cũng nên có một bảng như thế này. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ sơ một tí về cái bảng này khi mà mình hay dùng vào mỗi một tháng hoặc là mỗi một quý để mình xem xét lại cái cơ cấu menu của mình ấy. Thì ở đầu đầu tiên chúng ta có số thứ tự, ok, số thứ tự dễ rồi, đây là tên của các món đồ ăn đồ uống đúng không ạ. Rồi tiếp theo ở đây là chúng ta có doanh số, rồi độ ưa chuộng. Ok, mình sẽ giải thích một chút về cái khái niệm độ ưa chuộng. Đầu tiên ấy, độ ưa chuộng ở đây thì mình sẽ tính đó là trong tổng số các cái món mà mình đã bán trong tháng thì cái món nào nó sẽ chiếm tỷ lệ cao nhất. Thì điều này diễn giải ra tức là sao, tức là người ta thích cái món đó, người ta biết cái món đó và người ta cảm thấy là thoải mái khi người ta order cái món đó, thì cái món đó mình sẽ gọi cái món đó là nó có độ ưa chuộng cao. Đấy. Thì cái độ ưa chuộng này không nhất thiết là món đó nó phải ngon nha các bạn. Đôi khi một món ngon không có nghĩa là người ta sẽ ưa chuộng nó. Tại vì cái định nghĩa ngon đôi khi với mình ngon nhưng mà đối với khách hàng thì nó hoàn toàn không ngon. Đấy. Hoặc là đôi khi cái món đó là một món ngon, một món có thể nói là nó đặc sắc gì gì đấy,
nhưng mà người ta không quen thuộc với món đó thì nó cũng sẽ không có độ ưa chuộng cao, tức là người ta cảm thấy là nó người ta không biết cái món này là món nào thì người ta sẽ không không gọi món đó thôi. Đấy. Thì cái độ ưa chuộng này nó sẽ tính đó là cái tổng phần trăm của cái món đó nó chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng cái doanh số order trong vòng 1 tháng. Ở đây thì mình xét là trên 1 tháng. Tuy nhiên với các quán thì mình luôn khuyến nghị các quán của mình là có thể là xem xét cái vấn đề này mỗi 1-3 tháng, bởi vì đặc biệt đó là mình theo kinh nghiệm thực tế của mình ở ngoài này thì do cái yếu tố thời tiết ấy, nó khá là khác biệt giữa các mùa, cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái việc là người ta sẽ gọi những món gì theo cái thời tiết bên ngoài. Đấy. Rồi, cột tiếp theo của mình là mình có giá nguyên vật liệu. Ok, cái giá nguyên vật liệu này thì là cái giá của tất cả các nguyên vật liệu mình sử dụng để mình làm cái món đồ uống. Đấy, rồi giá bán. Tiếp theo là cột lợi nhuận. Thì lợi nhuận này là lợi nhuận của từng một món đồ uống. Rồi chúng ta có tổng giá nguyên vật liệu ạ. Tổng giá nguyên vật liệu là sao, là D nhân với B, tức là chúng ta sẽ có giá nguyên vật liệu nhân với cái doanh số của mình. Ví dụ như là ngày đó mình biết là mình bán 58, tháng đó mình biết là mình bán 58 cốc cà phê đen đúng không ạ? Thì giá nguyên vật liệu của mình 9.600 một cốc, mà mình à nhầm. À đúng rồi, giá nguyên vật liệu 9.600 một cốc mình nhân với doanh số là 58 cốc thì mình sẽ trả về đây. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có một cái bảng khác, nó là một bảng tổng doanh thu bao gồm là E nhân B này, thì tức là sao ạ? Cột E của mình là mình có giá bán mình nhân với tổng doanh số. Sorry, đây ạ. Đó thì nó sẽ ra cái tổng doanh thu. Rồi, tiếp theo là tổng lợi nhuận thì mình chỉ đơn thuần là mình lấy cái cột tổng doanh thu này. Đấy, mình trừ cho cái cột tổng mà giá nguyên vật liệu thì nó sẽ chia ra, à nó sẽ tính ra cho mình cái giá tổng lợi nhuận. Thì nguyên lý thì thật ra cái này cũng đơn giản chứ không phải khó. Rồi tiếp theo á là trước khi chúng ta đi tới cái phần là phân loại lợi nhuận cũng như là phân loại độ ưa chuộng thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái bảng matrix của mình bên dưới. Thì cái bảng matrix bên dưới bao gồm á, chúng ta sẽ có là một cái dòng đầu tiên là 22, tức là cao và cao. Điều này có nghĩa là gì ạ? Tức là lợi nhuận của nó cao thì nó đánh là một cái 2, và cái độ ưa chuộng của nó cũng cao thì tức là nó sẽ đánh thêm một điểm 2 nữa. Đấy, thì mình sẽ có đánh mình đánh cái tệp doanh thu, mình cái item này là số 1. Tương tự mình sẽ có là hai low, tức là sao ạ? Tức là lợi nhuận thì cao nhưng mà cái độ ưa chuộng của nó thấp, thì chúng ta sẽ đánh cái mã cho cái tệp đồ uống đồ ăn này là số 2. Ngược lại với hai low thì chúng ta có là low và high, tức là lợi nhuận thì thấp nhưng mà độ ưa chuộng thì nó cao, chúng ta sẽ đánh nó là xếp hạng số 3. Và cuối cùng thì chúng ta có là cả hai cái đều thấp, bao gồm đó là phân loại lợi nhuận thấp và cái độ ưa chuộng cũng thấp luôn, thì mình đánh đó là số 4. Đấy, thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ nói một chút về phân loại lợi nhuận này. Thì phân loại lợi nhuận thế nào là cao, thế nào là thấp, thì cái này thực ra sẽ phụ thuộc vào các mô hình kinh doanh của các bạn, là cái kỳ vọng của chủ quán hoặc là của người quản lý hoặc là chủ đầu tư. Đó, người ta đặt lên trên từng mối như thế nào. Ở đây đối với mình nhé, là mình sẽ lấy ở đây mình sẽ có cái tổng lợi nhuận của mình đó, mình sẽ có là lợi nhuận trung bình của mình ở này đó. Lợi nhuận trung bình của mình là 29.000, thì mình tính lợi nhuận trung bình của mình như thế nào, tức là mình sẽ lấy tổng số lợi nhuận này mình chia cho tổng cái lợi nhuận này mình chia cho tổng cái doanh số bán của quán ở trong tháng, thì nó sẽ trả cho mình cái lợi nhuận trung bình ở đây. Đấy, thì nếu như mà một món đồ uống nào mà nó sinh ra cái lợi nhuận ấy mà cao hơn cái lợi nhuận trung bình này thì với mình món đồ uống đó là nó sinh ra cái lợi nhuận cao. Còn ngược lại, nếu như mà nó thấp hơn cái lợi nhuận trung bình thì món đó sẽ là lợi nhuận thấp. Đấy. Và tiếp theo đó là độ phân loại độ ưa chuộng của mình này. Thì mình có là độ ưa chuộng, tức là mình sẽ lấy cái phần ở đây nó có một cái yếu tố gọi là popularity factor, tức là mình sẽ nói sơ một tí. Thực ra thì mình sẽ set up một chút, tức là popularity factor, tức là độ ưa chuộng á, là cũng phụ thuộc vào chủ quán. Nếu mà chủ quán muốn nó order nhiều hơn thì người ta hoàn toàn có thể sử dụng cái số này, người ta đánh con số này cao hơn. Ví dụ như với mình nhé, mình sẽ xác định đó là một cái item nào đó mà nó có độ ưa chuộng, tức là nó được order cao hơn 4,8% ở đây, thì tức là mình sẽ xếp nó là vào cái loại đó là độ ưa chuộng cao. Còn ngược lại, nếu mà ở dưới 4,8% đấy thì nó sẽ là loại độ ưa chuộng thấp. Đấy. Rồi thì bây giờ diễn giải cái bảng này để mọi người nhìn nhận
là mình sử dụng cái bảng này để mình nhìn cái menu như thế nào. Ví dụ này, đầu tiên mình sẽ lựa chọn, mình sẽ nói về cái 1, 2, 3. Chúng ta sẽ nói về cái item dạng số 1 trước, đúng không ạ? Thì tức là sao? Các item dạng số 1 tức là nó mang lại lợi nhuận cho mình trên một món item cao, cũng như là nó được gọi rất là nhiều lần trong vòng 1 tháng. Điều này mình hiểu là như thế nào? Tức là khách hàng thích nó, hoặc là khách hàng chấp nhận cái món đồ uống đó, hoặc là họ cảm thấy rằng cái món đồ uống này rất là quen thuộc và đáng để họ gọi. Đấy, thì họ gọi rất là nhiều, và đồng thời nó cũng sẽ mang lại cái lợi nhuận này cao cho mình. Đấy, thì những cái item như thế này, những cái món như thế này, thì lời khuyên của Hùng đó là mọi người cứ để yên nó. Tại vì sao? Vì nó đang làm rất là tốt cái vai trò của nó rồi. Đấy, nó thỏa mãn được cái kỳ vọng của chủ quán, cũng như là nôm na nếu như không phải chủ quán mà là quản lý hoặc là những người đầu tư vào cái quán đó, thì chúng ta hãy để yên nó trong đó. Ví dụ như trong menu của mình là mình có một món nâu đá này, món trà sữa và món trà đào, khách rất là thích và khách gọi liên tục. Một món có thể lên tới 128 item một tháng, 146, 137, lợi nhuận cũng khá trên từng item ạ. Đấy, thì câu hỏi chính của mình là khi chúng ta để yên số 1 thì số 2, số 3, chúng ta sẽ nói số 2 trước đó, thì chúng ta phải làm gì và cái số 2 này nó ý nghĩa như thế nào, đúng không ạ? Số 2 này có nghĩa là sao? Lợi nhuận rất là cao, nhưng mà cái độ ưa chuộng của thì lại thấp. Ví dụ như là mọi người thấy mình ở quán của mình có một món là affogato, lợi nhuận của nó rất là cao, đúng không ạ? Nhưng mà cả tháng đó người ta chỉ gọi có 2 món thôi. Đấy, cũng tương tự như là cà phê đen, đúng không ạ? Lợi nhuận cao nhưng mà người ta chỉ gọi có 58 ly một tháng, như thế là không cao đâu. Rồi những cái món như là sô cô la hoặc là long black là americano của mình à. Đấy, mocha chẳng hạn, đấy, trà chanh leo, trà dâu, trà ổi, vân vân. Đấy, thì những món như thế này á đều là lợi nhuận cao nhưng độ ưa chuộng của nó thấp. Thì với vai trò là một chủ quán, các bạn phải biết được cái tệp như này. Các bạn biết là những cái item này lý do tại sao mà cái độ ưa chuộng của nó thấp, tức là khách hàng người ta không thích hay sao, khách hàng người ta cảm thấy lạ lùng hay sao, hoặc là có cái gì đó nó không đúng trong cái việc là chúng ta nhắm tới cái tệp khách hàng này, hoặc là đơn thuần chỉ vì làm sao cái món nó ngon và cái lợi nhuận nó cao nhưng mà chúng ta nhắm tới sai tập khách hàng thì người ta không thích vậy thôi, chứ không phải là vì cái món nó có cái gì đó nó bất thường cả. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là chủ quán họ là mình phải biết được đó là cái item mình đang bán nó nằm ở trong cái tệp nào, để mình tìm ra được cái biện pháp cũng như là cái nguyên nhân trước, và sau đó mình mới tìm ra cái giải pháp. Đấy, thì ví dụ với mình á, kinh nghiệm thực tiễn của mình ngày đó là sao? Trà chanh leo của mình đó, tại sao lại bán một cốc? Thực ra thì không phải là vì người ta không thích nó, mà chẳng qua là vì cái người cung cấp siro chanh leo của mình ấy, anh ấy hết hàng tháng rồi, anh ấy không cung cấp được siro, nó thành ra mình không bán được cốc nào, chứ không phải là vì cái item này nó có cái gì đó sai cả. Đấy, và cái thứ hai ví dụ như là affogato nè, affogato là một trường hợp điển hình của việc đó là sao? Lợi nhuận cao nhưng mà khách hàng của mình họ hoàn toàn không biết affogato là cái gì. Đấy, họ không hề biết rằng affogato đó là một một scoop kem đi kèm với một shot espresso. Đây là một món rất là truyền thống của Ý, đúng không ạ? Thì nếu như mà chúng ta xác minh được khách hàng của mình nó không khách hàng của mình họ không quen thuộc với món này, thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải đưa ra các chương trình promotion này, hoặc là chúng ta phải tăng cường huấn luyện cho nhân viên để nhân viên giao tiếp với khách hàng, để nhân viên nói cho khách hàng biết món này là như thế nào như thế nào đó, để khách hàng dần dần cảm thấy quen thuộc với nó. Đấy, thì cái quan trọng là các bạn phải biết được là cái tệp đồ uống của mình nó nằm ở đâu, và như thế chúng ta mới xác định được nguyên nhân. Rồi, một cái quan trọng không kém là cái item thuộc tệp thứ ba. Tệp thứ ba tức là sao ạ? Rồi, phân loại lợi nhuận của nó là thấp và độ ưa chuộng nó là cao, tức là sao? Khách hàng rất là thích những món này của mình, nhưng ngược lại những món này thì lại không mang cho mình nhiều cái lợi nhuận. Đấy, thì chúng ta phải tìm một cách nào đó để chúng ta tăng cường cái lợi nhuận này lên. Thì bằng cách nào? Có thể là chúng ta phải tăng cường cái tìm cách tối ưu cái nguyên vật liệu của mình này, hoặc là có thể là bằng cách nào đó chúng ta tăng giá bán, hoặc là chúng ta phải làm bất cứ một cái promotion nào đó để người ta có thể tăng cái lượng của nó lên. Đấy, và cái cuối cùng là cái phần số 4, đúng không ạ? Phần số 4 là lâu, tức là sao? Tức là những món mà không có lợi nhuận cao mà độ ưa chuộng của nó cũng thấp. Đó, tức là cái món này không mang lại tiền và người ta cũng không thích nó lắm.
đúng không ạ? Thì ở đây ví dụ chúng ta có mì đấy, thì lý giải nhưng mà tại sao, tại vì ở đây cái mô hình này người ta không không chuyên lắm về về đồ ăn, cho nên người ta bán mì mì thì thầm ở đây là mì gói đấy, thì người ta ở ngoài đó thì khách hàng của mình thì không có thực sự để ý lắm tới vấn đề đồ ăn, người ta chỉ mua đồ uống là chính đấy. Thì khi mà chúng ta xác định được là những cái món như thế này nó không có nhiều lợi nhuận và khách hàng cũng không ưa chuộng lắm đấy, thì mình có phải đưa ra những cái giải pháp tiếp theo, đó là mình có nên giữ nó hay không, hay là mình phải thay đổi nó như thế nào để cho nó phù hợp đấy. Thì một thì cái nguyên nhân rất là quan trọng để mọi người tìm cách là mỗi một tháng mọi người xem cái menu của mình đó, nó hoạt động như thế nào, đó là chúng ta phải có một cái bảng như thế này để chúng ta biết được à cái menu của mình các cái item nó hoạt động như thế nào. Và nếu như chúng ta thay đổi cái menu của mình thì chúng ta thay đổi là dựa trên cái gì ạ? Dựa trên cái này, dựa trên cái bảng như thế này, chúng ta phải biết được là nó mang lại lợi nhuận hay không, người ta có thích nó hay không đấy, để chúng ta đưa ra cái thay đổi cho nó phù hợp. Mỗi mỗi một cái thay đổi cho menu của mọi người là mọi người đều phải có lý do, chứ không phải là chúng ta chỉ có, cũng đã gặp rất là nhiều các quán người ta thay đổi menu chỉ vì một những cái lý do rất là đôi khi rất là không vững chắc. Ví dụ như là họ đi quanh những cái khu phố ở khu phố cổ ấy, và đồ ăn đồ uống họ ăn thử và họ cảm thấy là à cái này có vẻ tốt này, cái này có vẻ có trend này, là cứ thế người ta đưa vào, như vậy là không đúng. Chúng ta không thể nào chỉ đưa vào dựa trên cái cảm giác là à cái này có vẻ tốt hoặc cái này là cái trend mới. Như thế là một cái sự thay đổi nó rất là nguy hiểm và nó không có bất cứ một cái bằng chứng gì cả. Cũng như là khi mà chúng ta muốn bỏ đi một cái menu nào đó, à một cái item nào đó trên menu của mình, thì chúng ta phải biết rằng cái item đó nó đóng góp như thế nào trong menu, chứ không phải vì chúng ta chỉ có cảm giác là à cái này có lẽ là nó không hợp lắm thì thôi mình bỏ nó đi. À, cái đó là một cái lập luận và một cái thay đổi đôi khi nó rất là sai lầm và nó có thể dẫn tới là cái sự sụp đổ của toàn bộ cái hệ thống menu của mình. Đấy. Thì đấy là mình muốn nói về một cái vấn đề nó khá là quan trọng đối với cái phần đó, là chúng ta thống kê được cái đóng góp doanh thu của theo theo đầu đồ uống trong trong quán. Đấy. Ok. Thì đấy là cái phần chia sẻ về cái kinh nghiệm thực tiễn của mình trong cái vấn đề quản lý các cái tệp doanh thu đến từ những cái tệp khác nhau trong cái menu của mình. Đấy. Thì tiếp theo là mình xin phép nhường lại lời cho Ngân, tại vì bạn Ngân sẽ thay mặt Sabo để đề cập những cái phần mà Sabo có thể hỗ trợ các bạn collect data để tạo nên những cái bảng thống kê như thế này. Qua những phần mà anh Hùng vừa nói ấy, tức là những cái trải nghiệm thực tế của anh Hùng cũng như là những cái kinh nghiệm để mà mọi người làm nào để mọi người có thể đánh giá được cái quá trình bán hàng của mình, xem là cái nguồn doanh thu nó đến từ đâu và nó tăng giảm nó như nào, để có thể có cơ sở để mọi người đánh giá được xem là cái khoảng thời gian vừa qua ấy, thì kinh tế cái doanh thu bán hàng của mọi người, của nhà hàng mình đang như thế nào để có những cái chiến lược kinh doanh nó tốt hơn. Thì Sabo MD hoàn toàn có những cái phương pháp, phương án để có thể hỗ trợ mọi người có thể lấy được những cái dữ liệu để có thể đánh giá được là mình có dữ liệu để mình đánh giá được cả cái quá trình kinh doanh của mình đang như nào, doanh thu như nào và nguồn doanh thu chính nó đến từ đâu. Thì thứ nhất là em xin phép nói qua các cái báo cáo doanh thu về cái quá trình bán hàng. Thứ nhất là về tất cả các cái đơn hàng của nhà hàng bán ra. Thứ hai là có thể tính doanh thu theo từng cái nguồn mặt hàng ấy ạ. Thì em sẽ nói qua những cái báo cáo điển hình. Thứ nhất là mình sẽ có các cái báo cáo doanh thu, về thứ nhất là doanh thu tổng quan như thế này. Mình sẽ có báo cáo ghi nhận nguồn doanh thu từ tất cả những cái đơn hàng mà nhà hàng bán ra, ghi nhận đầy đủ các thông tin bao gồm là số lượng hóa đơn, rồi số lượng mặt hàng, doanh thu trung bình và doanh thu tổng. Tiếp theo nữa là mình sẽ có tiếp theo nữa mình sẽ có các cái báo cáo liên quan đến mặt hàng. Thì thứ nhất là
trong quá trình bán hàng ấy, mọi người sẽ nhà hàng sẽ có xu hướng là chia các mặt hàng của mình ra thành các cái danh mục, giống như vừa nãy anh Hùng có show ra cái bảng Google Sheet ấy, thì mình hoàn toàn có thể thấy được là anh ấy sẽ chia ra các cái danh mục mặt hàng bao gồm là cà phê, em lấy ví dụ là cà phê hoặc là bánh hoặc là đồ ăn đi chẳng hạn, thì trên ShopOFMI hoàn toàn có thể giúp nhà hàng chia ra các cái danh mục như thế, mình tạo ra các cái danh mục sẵn và thêm mặt hàng vào danh mục đấy, báo cáo sẽ tự động chia ra như này trên màn hình, mọi người có thể hoàn toàn có thể thấy là báo cáo chia ra danh mục là danh mục thịt, đồ mì, đồ uống. Thì trên này sẽ có thông tin là giá bán, đơn vị, số lượng và tiền hàng. Thì trên này hoàn toàn mình có thể thấy được là cái số lượng mà mặt hàng đấy được bán ra là bao nhiêu, tỷ lệ cái mặt hàng đấy bán ra trên tổng số lượng mặt hàng của nhà hàng bán ra. Thứ hai nữa là tiền hàng. Tiền hàng này mọi người có thể xem nó là cái doanh thu bán ra của mặt hàng đấy nó là bao nhiêu và cái tỷ lệ mặt hàng đấy chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng tiền hàng của tất cả mặt hàng bán ra ấy. Ví dụ như ở trên này mình sẽ xem doanh thu, báo cáo doanh thu ở trong tháng 9 chẳng hạn, mình sẽ có thấy được là cái mặt hàng đồ uống đi. Mặt hàng đồ uống ở đây mình sẽ có Coca này. Ví dụ như Coca này mình bán ra được là 7 7 lon này. Tiền hàng tổng của nó là 315.000 và những cái mặt hàng bên dưới cũng tương tự như thế. Cái tỷ lệ của đồ uống nó chiếm 58,46% trên tổng doanh thu của tháng 9 này. Thế thì mọi người nhìn vào đây, mọi người có thể có dữ liệu để đánh giá được xem là cái danh mục mặt hàng nào nó chiếm doanh thu lớn nhất ở trong tổng. Tiếp theo nữa là mình sẽ có thống kê được là tất cả những cái mặt trong tất cả những cái mặt hàng mình bán ra ấy, thì mặt hàng nào nó sẽ là mặt hàng bán chạy nhất và mặt hàng nào nó sẽ bán ra ít nhất. Ở trên này mọi người có thể thấy được là phần mềm sẽ sắp xếp cho mọi người theo thứ tự từ trên xuống dưới, mặt hàng nào bán nhiều nhất thì sẽ nằm ở phía trên và mặt hàng nào bán được với số lượng ít thì nó sẽ nằm ở phía dưới. Trên này sẽ có đầy đủ các cái thông tin như là số lượng bán ra, tỷ lệ số lượng này, tiền hàng này, và tỷ lệ tiền hàng nó sẽ là tỷ lệ của cái mặt hàng đấy chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng tất cả các mặt hàng nhá. Đấy, trên này sẽ là tất cả những cái báo cáo mà mọi người hoàn toàn có thể xem để lấy dữ liệu được, check xem là cái trong khoảng thời gian vừa qua thì cái việc kinh doanh của nhà hàng mình, cái nguồn doanh thu nó như thế nào, và mặt hàng đối với mặt hàng các cái mặt hàng mà mình bán ra ấy, thì từng mặt hàng nó sẽ mang lại bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu doanh thu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có, à em có thể xem màn hình được không nhỉ? Chị tắt. Trên này thì em sẽ sâu kỹ hơn các cái báo cáo mà ShopOMV đã hỗ trợ cho khách hàng có thể xem được khoản doanh thu của mình ấy. Thứ nhất là mình có thể xem được các cái báo cáo doanh thu tổng quan, doanh thu ở đây mình xem doanh thu tổng quan trước đi. Đó, em sẽ ví dụ xem trong tháng này đi chẳng hạn. Thì trên này mọi người nhà hàng mình hoàn toàn có thể xem được là nó sẽ sâu theo từng ngày và nguồn doanh thu từng ngày của mình trong tháng vừa rồi nó sẽ biến động như thế nào. Thì trên này mình hoàn toàn có thể xem được qua biểu đồ này. Thứ nhất là có hai biểu đồ để mọi người có thể bao gồm mọi người có thể xem này. Em xin lỗi. Em xem trong tháng 9 đi. Có thể xem như này. Đây thì mọi người ở nhà hàng mình có thể xem được là nguồn doanh thu tổng ở dưới này, tổng cộng này nó sẽ có là doanh thu trong tháng vừa rồi của mình sẽ đạt được bao nhiêu và biến động doanh thu nó sẽ thay đổi như thế nào trong từng khoảng thời gian. Ở trên này mọi người có thể xem được là trong cái khoảng thời gian bao nhiêu, như ở đây là từ 8 giờ 9 giờ thì nó sẽ có nguồn doanh thu lớn này so với những cái khung giờ khác. Những cái khung giờ khác thì doanh thu nó sẽ ít hơn. Biểu đồ ở dưới cũng sẽ thay đổi tương tự như thế. Thứ hai nữa thì sẽ có hỗ trợ các cái báo cáo, em sẽ sau báo cáo mặt hàng đi để cho như vừa rồi ấy, thì mình có xem qua cái phần
trao đổi của anh Hùng ấy, thì cái nhu cầu của nhà hàng họ sẽ mong muốn xem được là những cái mặt hàng mà mình bán ra nó mang lại doanh thu như thế nào, số lượng bán ra như thế nào, thì mọi nhà hàng mình có thể hoàn toàn có thể xem được ở trên báo cáo danh mục mặt hàng như này. Tiếp theo là sẽ có các cái báo cáo mặt hàng bán chạy, thì sẽ sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới với số lượng và tiền hàng, sẽ sâu cụ thể ra trên này, mọi người hoàn toàn có thể xem được. Ngoài ra thì còn có các cái báo cáo khác nữa, thì như là combo này, nhà hàng nào mà sử dụng combo thì trên này cũng sẽ có. Còn về phần lợi nhuận nhé, lợi nhuận thì trên này mình sẽ có là lợi nhuận trên tổng tổng cái tổng thời gian bán hàng ở đây trong tháng 9, trong lợi nhuận của trong tổng tháng 9 là sau khi trừ giảm đi các cái chi phí thì mình hoàn toàn có thể xem được là lợi nhuận cuối cùng của tháng 9 của mình là bao nhiêu. Còn đối với từng mặt hàng thì mình hoàn toàn có thể xem được trong báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng như thế này. Thì mình sẽ có là thông tin mặt hàng, đấy là mặt hàng nào, số lượng, bán ra là bao nhiêu, tiền hàng, giá vốn và lợi nhuận. Nó sẽ có, ngoài ra còn có trung bình lợi nhuận nhé. Trung bình lợi nhuận trên một mặt hàng nữa là bao nhiêu, bởi vì là cái giá bán mặt hàng thì có thể là người ta sẽ thay đổi trong quá trình bán hàng ấy. Ví dụ như đầu tháng họ bán với một giá nhưng cuối tháng họ bán với một giá khác, thì mình cần phải tính là cái lợi nhuận trung bình sau khi mà họ thay đổi cái đơn giá như thế. Hoặc là trong quá trình kinh doanh, hình như em có thấy là nhiều nhà hàng họ bán với mô hình là mặt hàng họ khi bán ra thì họ mới nhập giá, họ tùy vào cái nhu cầu của khách hàng thì họ mới chế biến theo đúng cái nhu cầu của khách hàng và họ đưa ra một cái con giá, số giá hợp lý, thì lúc đấy bán ra thì họ mới nhập cái đơn giá vào. Thì lúc đấy mình sẽ cần phải tính là cái lợi nhuận trung bình sau mỗi lần cái giá bán nó biến động như thế. Đấy, trên này là một số các cái ví dụ về báo cáo doanh thu lợi nhuận của Sabo MB hỗ trợ. Anh chị hoàn toàn có thể xem được ở trên web quản trị như này. Ngoài ra còn có rất là nhiều các báo cáo khác thì anh chị có thể tham khảo. Tiếp theo nữa là mình sẽ đến phần quản lý nhân viên. Thì thật ra trong quá trình bán hàng thì việc quản lý nhân viên cũng khá là quan trọng nhé. Thì mình cần phải có kinh nghiệm và có các cái phương án để mình quản lý nhân viên nó chặt chẽ hơn. Thì bây giờ em sẽ xin em nhường mic lại cho anh Hùng nói phần này trước ạ. Cảm ơn mọi người. Tạm thời trước trước khi mà mình đi tiếp thì Hùng muốn hỏi mọi người có ai có câu hỏi gì thêm không ạ? Nếu mà mọi người có bất cứ một câu hỏi gì mà cần cần review hoặc là hỏi thêm thì mọi người cứ việc ở đây mình gõ lên gõ gõ message lên trên trên Zoom đúng không ạ? Thì mọi người cứ việc gõ lên đó nhé. Thì mình khi mà mình nhận được cái câu hỏi của mọi người thì nếu mà mình có đủ kiến thức về vấn đề đấy mình sẽ giải đáp. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề đó là quản lý nhân viên. Thì quản lý nhân viên thật sự là một vấn đề rất là đau đầu với hầu hết tất cả các chủ quán. Trên thực tế thì với kinh nghiệm của Hùng thì Hùng nghĩ là quản lý menu khó một, quản lý nhân viên khó 10, đặc biệt là quản lý ngày công cho họ. Đấy. Thì đối với việc mà quản lý nhân viên hoặc là chúng ta nhìn nhận đúng hơn đó là quản lý ngày công của nhân viên. Đấy. Nó không thực sự là hai cái khái niệm này thực ra là nó hơi hơi khác nhau một chút mà, và các chủ quán phải phải chia sẻ phải phải làm rõ cái vấn đề này. Đấy. Đầu tiên á, quản lý nhân viên của bạn thì nó sẽ liên quan tới vấn đề là các bạn quản lý con người thì đúng hơn. Nhưng mà đối với cái vấn đề vận hành á, thì chính xác là các bạn phải quản lý ngày công của họ. Tức là cái ngày công đó cho mỗi nhân viên đó thì chúng ta sẽ biết rằng là cái ngày đó cái giờ đó có người đi làm. Đó. Thì trên thực tế khi mà chúng ta vận hành và để chúng ta tối ưu cái chi phí của mình thì chúng ta sẽ quản lý ngày công và chúng ta phải quản lý ngày công một cách rất là chặt chẽ. Đấy, thì nguyên tắc nói chung khi mà chúng ta quản lý ngày công cho nhân viên là cái ngày mà cái giờ mà đông khách thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải có nhiều nhiều công để làm. Cái ngày trong tuần đó thì sẽ ít công. Ngày cuối tuần của mình thì thông thường là sẽ nhiều công đúng không ạ? Ngày ngày thường tức là những ngày làm việc bình thường thì nó sẽ ít công và những ngày lễ Tết, những ngày nghỉ thì thường là nó sẽ nhiều công hơn. Đấy.
Và một cái quan trọng nữa mà mọi người phải phải sử dụng đó là giờ part-time, tức là những cái giờ bán thời gian đấy. Thì Hùng không biết tại sao, nhưng mà có một vài chủ quán họ không muốn dùng part-time, bởi vì họ bảo rằng cái ngày công part-time là một cái ngày công nó rất là lỡ cỡ và rất là khó để mà sắp xếp. Ngược lại, Hùng nghĩ rằng khi mà các bạn dùng part-time, nó là một cách mà các bạn tối ưu hóa cái ngày công của mình đấy. Bởi vì trong hầu hết tất cả các mô hình kinh doanh, F&B nói chung và quán cà phê nói riêng, thì không phải là cái quán của các bạn nó sẽ đông từ đầu ngày cho tới ngày. Nó sẽ có những cái giờ rất là vắng và nó sẽ có những cái giờ rất là đông, mà chúng ta hay gọi là peak hour, tức là những cái giờ mà bỗng nhiên nó đông đột xuất. Và cũng không phải nó đông đột xuất đâu, mà là tại vì những cái giờ đó là những cái giờ mà người ta đang mài, người ta uống cà phê đấy. Và hiển nhiên, một cách rất là thường thấy đó là cái doanh thu của một ngày làm việc của một quán cà phê đôi khi nó sẽ rơi tới 7 hoặc 80% vào trong cái giờ cao điểm này, mình hay gọi là giờ cao điểm đó. Trong khi là khoảng 20 tới 30% còn lại nó sẽ trải dài đều ra trong suốt cái giờ mà các bạn mở cửa. Ví dụ như là một quán của bạn, mình cứ cho là các bạn mở cửa từ 7 giờ sáng, à chưa, từ 8 giờ sáng đi, 8 giờ sáng mà đóng cửa lúc 8 giờ tối, thì không phải là nó sẽ đông từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, đúng không ạ? Mà nó sẽ vắng, kiểu như là vắng vắng 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ là vắng đấy. Xong rồi bỗng như 11, 12, 13, 14 giờ là người ta đông đấy. Tại vì sao? Lúc đó là cái giờ mà người ta đi ra ngoài, người ta ăn cơm xong cái người ta bắt đầu là người ta rủ nhau làm cốc cà phê nửa tiếng 45 phút gì đó trước khi mà người ta quay lại làm việc đấy. Và rồi sau đó là từ 10, 14 giờ bắt đầu vắng, 15, 16, 17 giờ là người ta vắng. Và tự nhiên cái từ 17, 18, 19, 20 giờ là người ta đông. Tại sao? 17 giờ thì bắt đầu người ta tan tầm, rồi người ta ra ngoài, người ta lại đi ăn cơm. Rồi sau khi ăn cơm xong là người ta rủ nhau đi cà phê. Đấy. Thì thường là cái giờ của các bạn không phải lúc nào cũng đông. Thì vấn đề là các bạn sẽ phải sử dụng cái giờ công của mình cho nó hợp lý, để chúng ta sẽ phải lấp đầy cái công lao động vào những cái giờ như vậy. Đấy, thì Hùng có một cái để share thêm cho mọi người cái này. Đây là một cái bảng, ví dụ, mọi người đúng không? Cái này có cái nào anh slide to ra không? Slide cái này kìa. Slide share screen đây. Đây thì hồi nãy mọi người thấy hai cái biểu đồ bên trên này, nó quen không? Quen không ạ? Thực ra thì nó thể hiện không đơn thuần cho cái doanh thu đâu, mà nó thể hiện nó là sao ạ? Doanh thu của một tháng, nhưng mà nó chia theo cái biểu đồ bên bên trái mình đây, là nó chia theo thứ trong ngày. Ví dụ như cái mô hình kinh doanh hiện tại của Hùng đây, nó sẽ vắng vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đấy. Thứ sáu bắt đầu đông lên một tí, và thứ bảy, chủ nhật là đông nhất đấy. Và phía bên phải này, cái khung tiếp theo đó là gì ạ? Đó là cái giờ. Thì mọi người sẽ thấy là cái phần phân bổ doanh thu của cái mô hình này á, là nó đông từ lúc 10 giờ đấy, đông từ lúc 10 giờ và ok, nó đông tới khoảng tầm 4 giờ chiều đấy. Thì thường là sao ạ? Thì đông nhất là từ 10 giờ cho đến đến 3 tới 10 13 giờ đó, cái khung này là khung đông nhất đó. Thì trong một ngày làm việc ở cái mô hình kinh doanh này của Hùng á, thì cái từ 10 giờ cho tới 13 giờ, thật ra tới 14 giờ cũng được, đó là nó phải chiếm tới khoảng 70 60 70% doanh thu của một ngày đấy. Và chỉ riêng thứ bảy, chủ nhật là có thể chiếm đến 80% doanh thu của cả một tháng. Thì để ứng với cái điều này, để ứng với cái đặc điểm này, thì cái ca làm việc phải sắp xếp cho nó phù hợp. Mọi người có thể thấy ví dụ như là vào thứ bảy, chủ nhật, phải không ạ? Mình sẽ có ba người làm việc đây, nhưng mà từ thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu thì chỉ có hai người thôi đó. Và các cái ca làm việc của mình đó, ngoại trừ là hai bạn ca chính là từ 8 giờ tới 17 giờ, thì sẽ có một bạn ca part time là từ 10 giờ tới 14 giờ 30, rồi người ta chỉ làm 4 tiếng rưỡi thôi, chứ người ta không làm nhiều đấy. Thì Hùng sử dụng cái ca part time này như là một cái cách tăng cường cái năng lực của nhân viên làm việc trong cái khoảng đông nhất là từ 10 giờ cho đến 13 giờ đấy ạ. Đấy, thì đây là một cái trường hợp mà mình cũng có thể gọi là mình may mắn mình áp dụng được thực tế những cái kiến thức như thế này đấy. Thì mô hình chung là bây giờ cũng ngược lại, mô hình chung đối với các quán bây giờ cũng vậy, là các bạn phải xác định được đó là cái ngày nào trong quán,
cái ngày nào của mình là mình đông nhân đông khách đó, và trong cái ngày làm việc của mình thì cái giờ nào là giờ đông nhất, và căn cứ trên cái giờ đó là chúng ta sẽ phải phân bổ ngày công cho nó hợp lý. Đấy. Rất nhiều quán phân bổ ngày công chỉ vì họ 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 phân bổ ngày công, nhưng mà họ phân bổ ngày công một cách rất là đồng đều, và đồng đều đôi khi cũng lý do tại sao, tức là cứ buổi sáng 3 người và buổi chiều 3 người, hoặc là những mô hình nhỏ hơn ví dụ như là buổi buổi sáng 2 người, buổi chiều 2 người. Nhưng mà hỏi lý do tại sao thì tại vì họ kêu rằng tại vì như thế mới đủ người làm việc. Thật ra thì không phải vậy, chúng ta phải biết phân chia giờ làm việc của mình nó phù hợp đó. Nhân viên lúc nào thì nó phải phù hợp để người ta có thể đủ công người ta làm việc, đủ đủ nhân lực họ làm việc. Các bạn không thể chỉ chia đó là sáng 3, chiều 3 và từ thứ hai cho tới thứ hai cho tới chủ nhật ngày nào cũng 6 người 6 người, như thế là không hợp lý. Thực ra nếu như mọi người làm như vậy tức là mọi người đang lãng phí cái tiền của mình vào trong những cái ngày công đó, mà hầu hết là nhân viên của mình sao ạ, thì nó nhân viên của mình thì người ta bỗng nhiên người ta có quá nhiều công trong những cái ngày vắng đấy, nhưng mà lại chỉ vừa đủ hoặc thậm chí là thiếu trong những cái ngày đông như thế này đấy. Thì mọi người khi mà chúng ta phân chia cái giờ công lao động như thế thì chúng ta phải nắm rõ được là cái giờ đông của mình cũng như là cái ngày mà mình đông đấy. Quay trở lại với cái vấn đề thì quay trở lại với vấn đề đó là khi mà chúng ta biết được cái ngày công của mình nó hợp lý á, thì sau khi mà mình biết được đó là cái vấn đề khi mà mình biết được là cái quán cái mô hình kinh doanh của mình lúc nào thì đông và lúc nào thì vắng đó, thì chúng ta mới sử dụng những cái phần mềm của mình để từ đó mà chúng ta có thể tạo cái ca làm việc nó phù hợp đó, và nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian cho mình để mình quản lý. Thì vấn đề này mình xin nhường lời cho bạn Ngân ạ. Ngân sẽ hướng dẫn và cũng như chia sẻ mọi người về cái tính năng của Sapo có thể làm. Dạ vâng ạ. Qua những cái phần mà vừa rồi anh Hùng chia sẻ ấy, thì trong quá trình mà mình quản lý nhân viên thì mình cần phải chia ra các ca làm việc để các bạn nhân viên có thể theo từng cái ca tương ứng như thế để làm. Để trong quá trình mà mình vận hành nhân viên ấy, nó không bị tập trung trong một khoảng thời gian, nó không bị tập trung quá nhiều, hoặc là đến lúc mà cần nhiều nhân viên thì lại bị chia ít quá nhân viên ấy. Thì mình thứ nhất là mình cần phải check xem là cái khung giờ nào nhà hàng cần nhiều nhân viên và khung giờ nào mình cần ít nhân viên, để mình có thể chia ra từng ca và số lượng nhân viên của từng ca nó phù hợp trong ngày. Ở trên Sapo S&B thì mọi người có thể check được cái phần doanh thu. Thứ nhất là mình có thể dựa theo doanh thu đi. Trong cái khung thời gian nào, cái khoảng thời gian nào mà doanh thu nó nhiều, cao, thì có nghĩa là cái khung thời gian đấy, cái lượng khách đến nhà hàng mình rất là nhiều. Thì tương ứng với cái việc đấy thì mình cần phải chia số lượng nhân viên nó nhiều hơn những cái khung giờ khác để có thể đáp ứng được cái việc phục vụ khách hàng nó tốt hơn. Thì mọi người có thể xem, thứ nhất là xem báo cáo doanh thu tổng quan như vừa nãy em có show ấy, tắt vừa nãy em vừa có show ra báo cáo doanh thu. Nãy em đâu ta, doanh thu. Đây, ở trên Sapo NB ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể xem được là trên báo cáo doanh thu
thì mình có thể check được xem là cái khung giờ nào của mình, cái nhà hàng khung giờ nào nhà hàng mình có doanh thu lớn hơn, thì mình cần phải chia cái lượng nhân viên nó phù hợp, tức là cần nhân viên số lượng lớn hơn những cái khung giờ khác để có thể đáp ứng được cái phục vụ cho khách hàng của mình nó được tốt nhất. Thì như này mình ví dụ như này, em xem doanh thu trong khoảng thời gian tháng 9 như này thì mình thấy hoàn toàn có thể thấy là cái khung giờ từ 8 giờ đến 11 giờ đó là khung giờ có lượng doanh thu lớn, tương ứng với việc là khách hàng đến nhà nhà hàng mình nhiều, thì mình cần phải chia cái số lượng nhân viên nhiều hơn những cái khung giờ khác. Ở trên Sapo Airbnb thì có thể hỗ trợ cái tính năng chấm công nhân viên như thế này, thì mình có thể chia ra các cái ca làm việc trong ngày như này. Ví dụ như ở đây em chia ra ca sáng, ca chiều và ca tối, thì mình khi thiết lập ca thì mình có thể chia là ca đấy bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc đến mấy giờ. Ví dụ như vừa rồi mình thấy là khoảng thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ của mình có nguồn doanh thu lớn, thì cái khung giờ đấy mình sẽ tạo từ một cái ca làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ chẳng hạn. Đây. Và sau đấy mình sẽ thêm từng cái nhân viên vào cái ca làm việc đấy, để các bạn ấy có thể khi mà bắt đầu cái ca làm việc của mình, các bạn có thể chấm công và mình hoàn toàn có thể xem được là cái ngày hôm đấy các bạn làm việc trong check in mấy giờ và check out mấy giờ, trong ngày hôm đấy thì bạn ấy làm việc trong khoảng thời gian là bao lâu, và đến sớm đến muộn thì trên hệ thống cũng hoàn toàn có thể ghi nhận được. Trên này mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nhân viên chấm công bằng cách là sử dụng điện thoại cá nhân và quét mã một cái mã mà mình thiết lập sẵn ở trên nhà. Mã này thì mình sẽ theo định vị ạ. Ví dụ như nhà hàng mình ở 266 Đội Cấn, thì khi mà nhân viên đến 266 Đội Cấn, mình sẽ nhân viên có thể quét cái mã đấy. Đây, trên này để chính xác thì mọi người nên nhập cái, bên cạnh việc nhập cái địa chỉ thì có thể nhập thêm cả cái tọa độ nữa để cho nhân viên có thể chấm công một cách chính xác nhất. Bên dưới sẽ có cái phạm vi chấm công là xung quanh cái địa chỉ của mình khoảng 50 mét. Ví dụ như ở đây em để 50 mét đi, thì xung quanh cái bán kính 50 mét đấy nhân viên có thể chấm được, và ngoài bán kính này nhân viên sẽ không chấm được. Để hỗ trợ cho cái việc mà nhân viên, ví dụ như các bạn ấy ở chưa đến nơi nhưng các bạn đã chấm được rồi ấy, thì mình có thể chỉnh sửa cái bán kính này theo theo tùy theo mong muốn của nhà hàng nhé. Sau khi mà chấm công thì quản lý hoặc chủ nhà hàng có thể xem lại được là các bạn chấm công như thế nào. Ở trên này sẽ có chia ra từng cái thông tin từng cái bạn nhân viên và cái ca làm việc tương ứng. Thì bên tay phải này mình có thấy là list ra 4 bạn nhân viên của nhà hàng và các cái ca làm việc trong ngày của từng nhân viên là như thế nào. Ở đây mình có thể thấy là ví dụ như mình xem trong tuần trước đi, nó sẽ có nhiều dữ liệu nó xem khách quan hơn. Ở đây bạn nhân viên ngân quản lý thì sẽ có là bạn ấy sẽ làm cả bạn ấy được chia 3 ca trong một ngày, ca sáng, ca chiều và ca tối. Và đây là cái dữ liệu mà các bạn ấy check in, check out như thế này, mình có thể xem được là ngày 23 tháng 10 tương ứng với thứ hai của tuần trước ạ. Thì ca sáng bạn ấy đến đúng giờ, nhưng đến thứ năm thì ca sáng bạn ấy đến muộn 30 phút là nó sẽ báo đỏ lên như thế này ạ. Hoặc là ngày thứ sáu ca chiều bạn ấy check in nhưng bạn ấy bị quên check out thì cũng sẽ báo đỏ, báo vàng lên như này để nhà hàng có thể xem lại được. Còn các cái vùng để trống này là nhân viên họ quên không chấm công hoặc là ngày hôm đấy họ nghỉ ạ. Thì nó sẽ không có dữ liệu để hiển thị lên trên này, bởi vì không không các bạn không thực hiện chấm công, thì nhà chủ nhà có thể xem lại. Và trên này ví dụ như bạn nào mà bạn ấy quên nhưng bạn ấy ngày hôm đấy bạn vẫn làm việc đầy đủ nhưng chẳng qua bạn quên chấm công, thì có thể báo lại quản lý để quản lý có thể chỉnh sửa được cái thời gian ở đây cho các bạn ấy để chấm công, để tính công ngày lương ấy cho các bạn ấy được đầy đủ hơn. Ở đây mình hoàn toàn có thể xem được đây. Mình có thể xem được là số ca các bạn ấy đi đúng giờ là bao nhiêu ca, số ca đi muộn này, và tổng thời gian làm việc của bạn ấy trong một tuần vừa rồi là bao nhiêu. Ở đây em đang xem báo cáo theo tuần nên là sẽ thống kê theo tuần. Còn ví dụ như mình xem theo tháng đi, mình xem theo tháng thì sẽ có là tháng này tháng trước.
thì có thể thống kê được là xem là tổng giờ làm việc của tháng vừa rồi là các bạn ấy làm bao nhiêu này, số ca đúng giờ, số ca đi muộn đấy thì hoàn toàn có thể xem lại được. Đấy là về phần chấm công, tính chấm công, à quản lý ca, quản lý ca và quản lý có thể dựa vào đây, có thể tính lương được cho nhân viên luôn nhá. Mình có thể sử dụng cái dữ liệu mà Sao Web mình đi cung cấp để mình có thể tính lương được cho nhân viên. Thật ra ngoài thực tế thì bên cạnh cái việc mà các bạn ý tính lương theo ngày công thì em thấy là cũng rất là nhiều nhà hàng họ tính lương cho nhân viên theo cái doanh thu mà mình bán ra ấy. Tức là bạn ý mang lại nhiều doanh thu cho nhà hàng thì bạn ý sẽ được lương cao hơn. Thì mình hoàn toàn có thể xem được thêm dữ liệu ở trên phần báo cáo. Tức là mình cần phải check xem là cái doanh thu của bạn nào mang lại nhiều và bạn nào mang lại ít. Bạn nào mang lại nhiều thì sẽ được tính thêm thưởng doanh thu, thưởng lương ấy chẳng hạn. Thì trên này mình sẽ có là doanh thu theo phục vụ và doanh thu theo thu ngân. Đó là hai cái nhân viên. Nhân viên phục vụ có nghĩa là mình sẽ tính lương cho cái người mà bạn lên đơn nhé. Bạn nào mà tạo nhiều đơn thì hệ thống nó sẽ tính ở đây. Ở đây em có thấy là ví dụ như em xem báo cáo trong tuần trước đi, thì cái bạn nhân viên tên là Nguyễn Thương này, bạn ấy có lượng đơn lớn này. Còn cái bạn nhân viên tên là Trần Ngân thì bạn ấy có lượng đơn ít hơn. Thì mình có thể xem được doanh thu của từng bạn mang lại cho nhà hàng là như thế nào để có thể tính lương tương ứng theo tùy theo cái công thức của nhà hàng mình. Đấy là đối với nhân viên lên đơn. Còn một số nhà hàng thì họ lại có mong muốn là xem doanh thu theo cái người thanh toán ấy ạ. Bạn nào mà thanh toán nhân viên thu ngân thanh toán được nhiều hơn, tức là có thể là bạn ấy vừa tạo đơn và vừa thanh toán luôn cũng được, thì mình có thể tham khảo một trong hai báo cáo này cũng được. Thì trên này nó sẽ có thống kê doanh thu theo từng nhân viên luôn. Em xem trong năm đi thì dữ liệu nó nhiều, mọi người có thể xem được đầy đủ hơn. Trên này sẽ có là bạn ấy thanh toán bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu mặt hàng và doanh thu mang lại cho nhà hàng là bao nhiêu. Về phần nhân viên thì mình có hai phần là chia các cái ca làm việc theo từng khung giờ và thứ hai là phần tính lương. Đấy thì như vừa rồi là em vừa dẫn nhà mình xem dữ liệu mà Sapo SMB cung cấp ở trên web quản trị ạ. Thì mọi người có thể dựa vào dữ liệu này để có thể phân chia ca cho nhân viên và tính lương cho nhân viên một cách chính xác hơn ạ. Em tắt xem. Tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ đến cái phần các cái hình thức bán hàng. Thì để nối tiếp phần vừa rồi em nói thì anh Hùng sẽ trình bày cái phần này chi tiết hơn để mọi người có thể nghe ạ. Em xin phép. Xin chào mọi người. Hiện tại thì Hùng thấy có một vài bạn đã bắt đầu post các câu hỏi của mình bên bên phía bên này. Thì những câu hỏi này thì mình sẽ giải đáp vào cuối sau khi mà mình hoàn thành xong cái phần webinar này. Ở đây có một vài cái câu hỏi mình thấy rất là hay và mình cảm thấy rất là đồng cảm với các bạn luôn. Thật sự tại vì mình đã bước qua tất cả những thứ này mà mình đã từng rất là đau đầu, rất là khổ sở về những việc như là quản lý nguyên vật liệu này, sữa này, bỗng nhiên cái một hôm nó mất hết một hai thùng này cái rồi làm sao mà chia thưởng cho nhân viên theo doanh thu vân vân. Cái này mình chỉ có một cái file để mình tính toán là nếu như mà sau khi mình chia thưởng cho nhân viên thì mình còn lại gì đấy. Cái này chúng ta sẽ chia sẻ phút cuối sau khi mà mình xong cái phần slide này. Bây giờ thì mình quay lại cái phần đó là các hình thức bán hàng. Thì tới bây giờ thì có lẽ là khoảng 5 năm đổ lại đây á, thì đặc biệt là sau Covid á, thì người ta bắt đầu thịnh hành những cái mô hình bán hàng mà gọi là không cần phải ra khỏi nhà, bao gồm là ship, delivery tận nhà này, giao hàng tận nơi đấy. Và cũng đồng thời đó là bây giờ người ta cũng có những cái mô hình mà chúng ta kết hợp nhiều những cái hình thức bán hàng trong trong tại một cái mô hình quán. Ví dụ như với Hùng trước đây, cách đây khoảng 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 7 năm hoặc là 10 năm á, thì khi mà các bạn mở một quán cà phê thì gần như tuyệt đại đa số là mở quán cà phê là khách, chỉ có sự lựa chọn đó là sao bạn tới đó uống đấy.
Còn nếu như mà không uống thì sao thì thôi đấy. Và sau đó thì khoảng chừng chừng khoảng chừng 7 năm, tức là với sự xuất hiện của Highland và Starbucks đấy, Highland và Starbucks thì bắt đầu người ta mua takeaway. Nhưng mà lúc đó thì cái vấn đề là giao tại nhà thì nó lại không 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 phổ biến lắm đấy. Và phải tới tận Covid, tức là sau sau khi mà Covid xảy ra thì người ta mới bắt đầu bùng nổ cái vấn đề đó là mua mua đồ và giao hàng tận nhà đấy. Thì bây giờ á, thì như là một cái hệ quả thì bây giờ hầu hết các quán cà phê cũng như là các mô hình kinh doanh á, thì trong cùng một mô hình kinh doanh người ta hoàn toàn có cả ba cái mô hình đó, ba cái mô hình bán hàng đấy. Thì thực ra khi mà nói về hình thức bán hàng ấy, rất là đơn giản, là cũng giống như là cái phần đóng góp doanh thu của từng món, thì các bạn phải biết được đó là các hình thức bán hàng của mình đó là nó đóng góp bao nhiêu trong tổng cái doanh thu của mình. Và đồng thời đó là mỗi một cái hình thức bán hàng nó sẽ có một cái giờ thịnh hành riêng, chứ không phải là trong cùng một quán mà từ lúc mở cửa tới lúc các bạn đóng cửa tất cả các hình thức bán hàng đều chạy như nhau, hoàn toàn không có những vấn đề đó. Mình có những cái mô hình ví dụ như thế này, đó là bán hàng á, là có những cái mô hình là trong một cái khung giờ nhất định người ta sẽ ngồi tại chỗ rất là đông đấy. Nhưng mà qua cái khung giờ mà người ta ngồi tại chỗ đó thì hầu hết là người ta ship, người ta mua mua hàng giao hàng tận nơi. Điển hình nhất là những cái quán cà phê mình thấy là gần gần Hồ Tây ấy, đó là thì từ khoảng sau 5 giờ chiều là hầu hết là không ai giao giao hàng cả, rất là ít người giao hàng. Nhưng mà từ khoảng 1 giờ chiều cho tới khoảng 5 giờ chiều thì rất là nhiều quán người ta bán ship, người ta bán hàng qua Grab Food hoặc là Grab Order, Alamu gì đấy. Đấy thì cái quan trọng nhất là các bạn phải có, cũng giống như cái tệp đồ uống của mình, các bạn phải biết được đó là cái khung giờ nào thì cái hình thức bán hàng nào nó bán chạy nhất, để chúng ta phân bổ cái hình thức cho và cũng như là cái nhân lực cho nó hợp lý đấy. Với một cái quán của các bạn đôi khi á là chúng ta mở một cái quán để chúng ta xác định là chúng ta bán, ví dụ như là mình mở một cái quán đi, chúng ta xác định chúng ta bán hàng on-site, tức là chúng ta khách tới và ngồi đồ uống. Nhưng mà bỗng nhiên nếu như mà vì một lý do nào đó mà người ta không phù hợp, mà cái nơi đó nó chỉ đơn thuần là không phù hợp, hoặc là nói một cách thẳng thắn là chúng ta chọn sai địa điểm đấy đấy, thì cái nơi đó nó không phù hợp với khách tới uống nhưng mà lại rất là phù hợp với chúng ta bán takeaway, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tìm cách chúng ta nhìn nhận lại, không có lý do gì chúng ta đổ tiền, chúng ta trang trí, chúng ta mua bàn ghế, chúng ta đầu tư rất là nhiều tiền để thuê nhân viên phục vụ tại chỗ, trong khi hầu hết mọi người tới mọi người mua hàng takeaway mà, tại sao phải mất công mất tiền là vấn đề đó. Thì nói chung lại đó là sao, các bạn vẫn phải nhìn nhìn được chính xác, đó là các bạn phải lọc ra được rằng cái hình thức bán hàng nào nó đóng cái vai trò lớn nhất trong trong tổng doanh thu của mình đấy. Thì để làm cái vấn đề đó thì phần mềm đôi lúc có thể cho chúng ta những cái nhìn nó rất là tổng quan trên toàn bộ cái doanh thu đó. Phần mềm của mình nó có thể thống kê được đó là cái đơn này hình thức bán hàng như thế này, nó giờ như thế này là chiếm bao nhiêu phần trăm đấy. Thì cái phần này thì mình có thể là mình sẽ nhờ lại Sabo để nói một cái hình thức mà Sabo có thể cung cấp cái dữ liệu để mình nhìn nhận được cái bức tranh tổng quan trong cái hình thức bán hàng tại quán của mình. À, dạ vâng, tiếp theo thì em sẽ sâu qua những cái phần mà Sapo A&B sẽ hỗ trợ mình đánh giá được xem là cái hình thức phục vụ nào thì sẽ mang lại cái nguồn doanh thu nhiều hơn so với những cái hình thức phục vụ khác, thì mình sẽ có cái nhìn tổng quan để mình đánh giá được. Ở trên báo cáo thì mình sẽ có thể xem được báo cáo doanh thu theo hình thức phục vụ như này. Mọi người chọn báo cáo doanh thu và chọn hình thức phục vụ. Ví dụ như em xem báo cáo trong năm nay đi, thì mình sẽ hoàn toàn có thể xem được là cái nguồn doanh thu từ cái việc mà ăn tại nhà hàng sẽ mang lại doanh thu lớn nhất này so với những cái hình thức khác như là mang đi và giao hàng. Thì trên này sẽ có dữ liệu thông tin là thứ nhất là các cái tổng hóa đơn bán ra là bao nhiêu, doanh thu của theo từng cái hình thức phục vụ là bao nhiêu. Ở đây đối với hình thức phục vụ ăn tại bàn thì mình sẽ có hơn 100 đơn và với doanh thu gồm thuế là sẽ như thế này. Tiếp theo đối với đơn mang đi và giao hàng
thì mình sẽ có phần chi tiết hơn nữa. Đối với đơn mang đi thì mình sẽ có đơn tại nhà hàng và đơn online. Đơn online này nó sẽ là nguồn đơn đến từ cái web order Zalo hoặc là Facebook, thì trên phần mềm mình cũng sẽ tổng thống kê được hết các về số lượng đơn và doanh thu theo cái nguồn hàng nguồn đơn này. Ngoài ra thì sẽ có cái hình thức phục vụ là giao hàng, thì giao hàng bên cạnh việc những cái đơn giao hàng ở trên ở tại nhà hàng ấy, thì những cái đơn giao hàng như đến từ nguồn đơn online, web, Zalo, Facebook cũng sẽ có, hoặc là nguồn đơn đến từ đối tác tích hợp như là GrabFood, trên Saboem đi thì có tích hợp với đối tác GrabFood, thì những cái nguồn đơn từ GrabFood đổ về thì hệ thống cũng sẽ thống kê được xem là tổng số lượng hóa đơn trong khoảng thời gian vừa qua là bao nhiêu và doanh thu của cái nguồn GrabFood đấy là bao nhiêu nữa. Vâng. Tiếp theo nữa thì em sẽ nói qua về cái định hướng của Shopee MB. Các cái hình thức bán hàng thì mình mỗi nhà hàng sẽ có mỗi nhu cầu khác nhau, thì cái việc mà bán hàng đa kênh nó đang là xu hướng của thời gian vừa rồi, thời gian gần đây, thì trên ShopoMB thì sẽ có hỗ trợ các cái hình thức bán hàng bên cạnh những cái hình thức bán hàng truyền thống như là bán tại chỗ và giao hàng mang đi từ nhà ấy, thì sẽ có các cái hình thức bán hàng online nữa. Có thể kể đến như là đơn từ nguồn web order. Khi mà mọi người bán hàng trên ShopMB thì mình sẽ có hỗ trợ công cụ để mọi người có thể mở ra một cái trang web order riêng cho nhà hàng của mình. Thì nó sẽ tương ứng như một cái phần mọi người hay order trên GrabFood hoặc là Shopee Food, thì ở trên trang web order cũng sẽ tương tự như thế. Khách hàng sẽ có thể chọn món và nhập địa chỉ giao hàng, và sau đấy đơn sẽ nhảy về phần mềm bán hàng. Nhân viên nhà hàng sẽ nhận được đơn và có thể giao hàng đi cho khách. Đấy là phần bán hàng online, web order. Thứ hai nữa là các cái đối tác như GrabFood, GoFood, thì hiện tại thì Shopee đang tích hợp với đối tác là GrabFood, thì nguồn đơn khi mà khách hàng đặt đơn ở trên app thì app bán hàng của Sapo sẽ nhận được đơn hàng, nhân viên sẽ thực hiện chế biến, in bill và giao hàng cho shipper. Shipper sẽ giao đến tận nơi cho khách. Trên báo cáo thì sẽ thống kê được xem là cái đơn hàng đấy sẽ doanh thu là bao nhiêu và tiền trả đối tác giao hàng tương ứng của cái đơn hàng đấy là bao nhiêu. Tính được xem là trong khoảng thời gian, trong cái kỳ xem báo cáo, ví dụ như trong tháng, trong tuần hoặc trong năm, thì mọi người cũng có thể xem được xem là doanh thu là bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu và tiền trả đối tác giao hàng là bao nhiêu. Đấy, nó sẽ là có các cái hình thức kinh doanh như vừa rồi em vừa nói ạ, thì sẽ có là bán các cái mô hình bán truyền thống như ăn tại nhà hàng, mang đi giao hàng, còn có bán các cái kênh online và các trên các đối tác tích hợp nữa. Thì khi mà bán hàng như thế thì mọi người ví dụ như trên GrabFood thì mọi người không cần phải sử dụng hai app song song, hoàn toàn có thể chỉ sử dụng trên ShopoMB thôi, thì nó sẽ thống kê được tất cả các cái nguồn đơn về trên một máy bán hàng và không cần phải xem ở trên nhiều app ạ. Vừa rồi thì em có nói qua các cái định hướng bán hàng đa kênh mà ShopoMB hỗ trợ các cái nhà hàng mình. Tiếp theo thì em sẽ nhường mic lại cho MC nhỉ. Vâng, em xin cảm ơn diễn giả Hùng Lê và chị Ngân đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích và thực tiễn. Thế em thấy là có nhiều anh chị đã go online thành công rồi đúng không ạ? Và em tin là anh chị tham gia webinar ngày hôm nay sẽ áp dụng được những kiến thức này vào kinh doanh và phát triển quán của mình. Tiếp theo ngay sau đây thì anh Hùng Lê và chị Ngân Trần sẽ giải đáp những câu hỏi thắc mắc mà anh chị đã gửi trong khung chat. Và các anh chị cũng có thể bật mic lên mình hỏi và tương tác trực tiếp với chuyên gia luôn ạ. Ở trong phần box chat thì em cũng nhận được khá khá những câu hỏi rồi. À, thì đến với câu hỏi đầu tiên. Quen coffee Dạ vâng, quen coffee ạ. coffee ở đâu
Vâng. Trên là bên cạnh như ngày công cũng như mình được các phổ biến tính theo doanh thu trước ở công khai những doanh thu trên Thì hình thức Dạ vâng, chị Quen Coffee có hỏi là em mới mở quán được 3 tháng mà thấy nguyên liệu cứ thất thoát, mua cả thùng sữa mà vẫn không đủ. Thì có cách nào quản lý hiệu quả không anh chị? Vâng, thì câu hỏi này em xin mời anh diễn giả Hùng Lê ạ. Chào bạn Quen Coffee nha. Đầu tiên thì mình thật sự rất là sâu sắc cảm thông với cái yếu tố này của bạn, tại vì bản thân mình cũng đã từng rất là nhức đầu vấn đề này. Bởi vì ngày xưa khi mà mình mới mở hàng thì ngày xưa lúc mà mình mới mở cái nhà hàng của mình thì mình rất là đau đầu về vấn đề đó, mình kiểm soát thế nào liên quan tới những nguyên liệu, đặc biệt là những nguyên liệu lỏng mà những nguyên liệu có đơn vị tính nhỏ đấy. Thì điển hình với bạn là sữa thì mình có một vài cái lời khuyên luôn, mà cái lời khuyên này mà nếu như mà các bạn ở Decos mà sẽ thấy rất là thường xuyên, mình lặp đi lặp lại trong các lớp của Decos. Tụi mình cũng có một lớp chủ quán mà lúc nào cũng có cái câu hỏi này mà các chủ quán liên tục hỏi đi hỏi lại suốt từ lớp này sang lớp khác, đó là khi mà quản lý những vật liệu như thế này là mua thùng sữa về thì sẽ có những chủ quán tới bảo là mua siro hoặc là mua sốt gì đấy mà liên tục có thấy hụt đấy. Thì đầu tiên á, mình luôn luôn mình khuyến nghị các chủ quán là đầu tiên á là các bạn làm gì, làm barista của các bạn hoặc bartender của các bạn á, là khi mà dùng lấy sữa ra hoặc là lấy siro ra lấy gì lấy là phải dùng cân, bắt buộc là phải dùng cân. Và cái điều này sẽ đòi hỏi cái sự sao sát rất là lớn của chủ quán, tại vì chủ quán không có nào mà chủ quán đứng từ đằng xa mà mặc kệ barista làm gì trong quầy cũng được đó, bắt buộc phải dùng cân đấy. Thì khi mà người ta lấy cái cân ra, người ta đo thì người ta mới biết được là người ta lấy được bao nhiêu gram sữa, bao nhiêu ml sữa, chứ không thể nào mà mình đã gặp rất nhiều các barista là người ta rót sữa ra mà người ta chỉ rót rất là tràn tay, người ta thích là người ta rót thôi, thì người ta không hề biết là người ta muốn rót bao nhiêu cho một cái cốc bao nhiêu, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thiết lập một cái recipe pha chế của mình ấy, thì mình dùng 220 sữa thì barista phải rót ra là 220, có thể cộng trừ 5 ml gì đó mình không chấp, nhưng mà bắt buộc là phải dùng cân để người ta mới ước lượng được đấy. Cho nên điều đầu tiên khi mà barista lấy ra là dùng cân đó. Hoặc là tệ lắm thì cứ coi như là cho người ta dùng cái cốc đông đi, người ta có những cái cốc đông cỡ lớn có thể đo được tới 250 300 ml đấy. Tiếp theo đó là khi mà các bạn làm kiểm kê á, là các bạn phải làm hàng ngày, cái này là không chạy được và sẽ không có nhân ở đây. Các bạn phải kiểm kê là kiểm kê hàng ngày và phải đếm chứ không phải là trừ hàng. Với mình gặp trường hợp này rất là phổ biến này, là các barista mà họ làm lâu á, là các bạn ấy biết là mình mà trên phần mềm của mình cũng vậy, ví dụ như là những cái phần mềm bán hàng như mình như Sapo này, một ngày là mình bán được bao nhiêu cốc, ví dụ như mình bán bao nhiêu cốc bạc xỉu đi, thì tại vì là chủ quán đã set up toàn bộ cái công thức pha ở trong cái phần mềm đó rồi, cho nên khi mà người ta bán được bao nhiêu cốc cốc bạc xỉu á, là cái phần mềm nó tự động nó sẽ trừ cái số sữa đó ra và nó trả về cái kết quả đó là ở trong kho mình hiện giờ là còn bao nhiêu sữa. Nhưng mà con số đó thực ra không chính xác, tại vì sao ạ? Qua quá trình làm thế nào cũng có hao phí, rơi vãi hoặc là mất mát này, thì bắt buộc là khi mà các bạn kiểm kê hàng hàng ngày là các bạn sẽ phải cân hàng, cân trên 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 cân hẳn hoi, chứ không thể nào mà rất là nhiều người là người ta xuất cái báo cáo trừ trừ hàng bán của phần mềm ra và người ta lấy cái con số đó là con số kiểm kê, thì con số đó là không chính xác, chúng ta bắt buộc chúng ta phải cân bằng tay lên đấy. Và tiếp theo đó là chúng ta phải đơn vị hóa tiêu chuẩn của những cái sữa hay những cái nguyên liệu đó. Và mình luôn khuyến cáo các học viên của mình trong cái lớp chủ quán đó là các bạn làm gì làm, toàn bộ đơn vị của các nguyên vật liệu phải quy ra đơn vị nhỏ nhất, ở đây bao gồm là ví dụ như gram này hoặc là ml này, hoặc là thậm chí là nếu như mà đơn vị đó mà nhỏ nhất nó quy ra những cái đơn vị lẻ lẻ, như là mọi người điển hình nhất là gặp sữa đặc ngôi sao Phương Nam đi, một hộp của nó là 1.268 gram đó, mà các bạn không thể nào các bạn đo bằng hộp được
Đấy, cho nên bắt buộc phải quy hết ra gram. Tại vì sao? Nó sẽ dẫn đến cái vấn đề đó là các bạn nếu như các bạn đo bằng hộp á, thì ví dụ như ngày hôm đó mình cứ cho là các bạn bán được cứ cho là 3 ly cà phê sữa đá, mỗi ly cà phê các bạn dùng 50 gram sữa sữa đặc. Đấy thì các bạn quy ra, nếu như các bạn tính bằng đơn vị Xin hộp thì nó sẽ như thế nào? chữ Nó sẽ thành là 0 chấm 8 phẩy mấy 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 đó hộp. Đó thì với cái con số 0.0,8 mấy mấy đó, làm sao mà mình kiểm kê nó chính xác được, đúng không ạ? Thì cho nên đơn vị kiểm kê các bạn bao giờ các bạn cũng phải quy ra đó là đơn vị nhỏ nhất, hoặc là gram hoặc là ml đó, chứ không thể nào mà để một đơn vị lớn mà kiểm kê được. Đấy thì đó là ba cái lời khuyên mà mình nghĩ là nếu như mà bạn quen cà phê á, mà bạn có thể áp dụng được tại quán. Mà nếu mà cái quan trọng là bạn phải làm hàng ngày nha, hàng ngày á, chứ mình nếu mà một tuần bạn làm một lần thì nó không cải thiện đâu. Đấy thì mình nghĩ là cái vấn đề thất thoát sữa của bạn nó sẽ được cải thiện. Đấy. Bởi vì việc kiểm soát nguyên vật liệu nói tới nói lui á cũng chỉ là các bạn làm đúng cái công việc kiểm kê cân hàng và làm nó hàng ngày đấy, chứ nó không có gì cao siêu đâu. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khan ạ. Ok thì bạn Khan có hỏi một điều mà mình thấy rất là hay, Hay là nữa tức là là bên bên cạnh cạnh việc việc tính lương theo ngày công công thì thì tính tính lương lương cho cho nhân nhân viên viên theo chăm doanh phục thu cũng khá là phổ biến. sao Sapo có cũng phần quen mềm và có có hỗ trợ gì hỗ tính cho trợ công gì nhân tính viên? lương cho nhân viên. Hiện tại thì có, như vừa rồi em vừa có trình bày qua cái báo cáo doanh thu theo nhân viên ấy, thì mình sẽ có báo cáo doanh thu theo hai loại, một cái là theo phục vụ và một cái là theo thu ngân. Tức là phục vụ thì tùy, ví dụ như nhà hàng họ tính, có những nhà hàng họ tính doanh thu theo cái người tạo đơn ấy, thì họ cần phải xem là báo cáo doanh thu theo phục vụ. Tức là trên báo cáo doanh thu em sẽ show lại cái mảng đấy cho mọi người xem nhé. Đây, như trên màn hình mọi người có thể xem được là cái báo cáo. Thứ nhất là mọi người chọn báo cáo doanh thu. Trên này sẽ có báo cáo doanh thu theo phục vụ và báo cáo doanh thu theo thu ngân. Nhà hàng họ mà tính theo, ví dụ như nhà hàng bạn mà tính theo doanh thu theo cái người tạo đơn ấy, nhân viên nào mà tạo nhiều đơn thì sẽ tính thêm lương hoặc tính thêm thưởng cho bạn ý, thì có thể xem báo cáo doanh thu theo nhân viên phục vụ như này. Hoặc là báo cáo tính theo cái người thanh toán thu ngân nhé, thì có thể xem doanh thu theo thu ngân, thì mình hoàn toàn có thể xem được là cái số lượng hóa đơn mà các bạn bán ra là như thế nào, số lượng mặt hàng và cái doanh thu bán ra của từng bạn nhân viên là bao nhiêu. Mở chi tiết ra thì mình hoàn toàn có thể xem được là chi tiết từng cái đơn hàng của bạn ấy nữa. Đây thì sẽ có thông tin tham chiếu thời gian, thì mình sẽ có một cái mã tham chiếu ở đây, thì mình có thể check được là chi tiết của từng cái đơn đấy ra vào trong hóa đơn, thì mình có thể thấy được là cái hóa đơn đấy là chi tiết của bạn ấy, chi tiết là bao nhiêu mặt hàng, rồi có khuyến mại thuế phí chiết khấu gì hay không thì cũng hoàn toàn có thể xem được hết. Đấy. Thì đấy, như câu hỏi của bạn Can vừa rồi ạ, thì nếu như bạn đang sử dụng phần mềm Sapo MB thì hoàn toàn có thể xem được báo cáo doanh thu ở trên web quản trị nhé. Hoặc là mình Sapo MB có hỗ trợ cả cái app quản lý ở trên điện thoại nữa ạ, thì mọi người cũng có thể xem ở trên đấy cũng được, tiện hơn là không phải lúc nào mọi người cũng dùng máy tính, thì cái điện thoại cá nhân thì mọi người tải app về và có thể xem trực tiếp báo cáo trên đấy cũng được. Tiếp theo nữa, à, thì mình chia sẻ thêm một tí về cái phần đó là hỗ trợ chia tức là chia theo doanh thu. Thì bây giờ như thế này, bình thường mình biết là bình thường là hầu hết các quán sẽ kiểu như là tính theo đầu bill, tức là mỗi một bàn sẽ có một cái tên, đúng không ạ? Trên phần mềm của mình thì ai cái tên của ai xuất hiện trên cái hóa đơn đó thì các bạn sẽ chia doanh thu, đúng rồi. Nhưng mà một trong những cái tức là một cái trend bây giờ mà mình nghĩ nó cũng hợp lý, tức là bây giờ các nhân viên họ sẽ làm việc của nhau, tức là chúng ta sẽ không chia ra rằng đó là cashier hay là barista hay là server nữa, mà là một người có thể làm công việc của tất cả những người còn lại. Thì chúng ta sẽ chia ra là ngày hôm nay là bạn ấy là đứng cashier, mai bạn đó là bạn đứng server, ngày hôm sau là đứng barista, và cứ thế chúng ta sẽ tua với nhau. Đấy, những người như thế thì xong chúng ta chia doanh thu. Đấy. Thì
Hùng đã từng làm việc qua một cái mô hình quán như thế. Sau khi mà các bạn chủ quán đấy á, bạn ấy chia sẻ ý tưởng của họ như thế, thì mình có thảo ra một cái bản, cũng mình nghĩ là có thể là mọi người có thể xem xét cân nhắc một chút. Nó sẽ như thế này. Thì đây là cái bản mà mình set up cho người ta, cho cái bạn chủ quán, các bạn tức là cái bản đó là bạn là chủ quán rồi, nhưng mà bạn tới với đề có bạn học. Sau khi mà hai bên một chia sẻ thì anh em mới phát thảo ra cái bản như thế này. Thì bởi vì cái bạn chủ quán nó là trong cái quán của bạn ấy không có chia ra là nhân viên nào, và tất cả mọi người là đều dùng chung một cái mã, là cái là nôm na là cái tài khoản của cái bạn chủ quán đấy để order. Thì giờ làm sao biết được là ai order món nào, mà làm sao mà vì mình không biết được cụ thể, thì làm sao mình biết được là mình thưởng doanh thu như thế nào, đúng không ạ? Thì mới dẫn đến một cái vấn đề, đó là bây giờ chủ quán sẽ bắt đầu quyết định đó là chia đều theo phần trăm đấy. Thì anh bạn ấy, tức là lúc đó là anh bạn ấy quyết định là mình sẽ làm, là mình sẽ xét cái bước đệm á, là khi mà các bạn nhân viên của mình đạt 50 triệu thì cứ một bạn nhân viên trong quán sẽ được thưởng 250.000 đấy. Đồng thời thì cái đó là thì cái số xét là như thế này, tức là cái số mà người ta xét cho cái quán đấy sẽ là như thế này, mình sẽ để đấy, tức là nó sẽ có hai mức hoa hồng, nôm là mình gọi là hoa hồng đi, hay là mức thưởng đi. Mức đầu tiên á là mức thưởng cố định là 0.05% trên doanh thu, trên tổng doanh thu của cái quán của bạn đó. Thì chỉ cần là nhân viên của mình là cái quán đó, nếu như tháng đó người ta đạt được cái chỉ tiêu là 50%, tức là chạy đủ KPI là 50 phần à 50 triệu sorry 50 triệu, thì mỗi một nhân viên sẽ được thưởng 0.5% trên tổng cái doanh thu đó. Thế thì cái mà mọi người thấy, vì nó gọi là fix mà, cho nên nó sẽ thưởng cố định trên 50 triệu này, tức là cứ chạm 50 triệu thì mỗi một nhân viên sẽ được thưởng 250.000 đấy. Thì bây giờ có nghĩa là có cao hơn thì các bạn cũng sẽ được thưởng 250.000, 52 triệu cũng 250.000, và các bạn chạm 86 triệu cũng 250.000. Nhưng có một cái vấn đề khác nữa, đó là sao chúng ta có một cái gọi là thưởng lũy tiến, thì cái lũy tiến này á là 6%. Thì các bạn nhân viên đó khi mà ngồi lại và tính toán thì các bạn quyết định đó là cứ mỗi 2 triệu mà nhân viên của mình bán vượt, đúng không ạ, mỗi 2 triệu mà quán của mình nó bán vượt tổng doanh thu, thì các bạn nhân viên sẽ tính ra đó là 2 triệu đó các bạn sẽ được, tức là số tiền chênh á, các bạn sẽ được 6% của tổng số tiền chênh đó. Thì tức là nếu như mà bán 2 triệu, đúng không ạ, 6% của 2 triệu thì là một nhân viên được 40.000 đấy. Và cái khúc cuối như này là tổng số tiền thưởng dành cho một nhân viên, bao gồm là tiền tiền thưởng cố định và tiền thưởng lũy tiến đấy. Thì cái tiền thưởng cố định này là sao ạ, tức là nhân viên á, mà làm sao mà cái tập thể nhân viên đấy càng đoàn kết và càng bán được nhiều thì cái số tiền số số tiền tiến lũy tiến của họ càng cao đấy. Thì ví dụ như là nếu mà các bạn bán và chạm mức 86 triệu thì mỗi nhân viên được thêm 750.000 nữa, thì tương đương với tháng đó cũng gần được 1 triệu đấy. Thì đồng thời là khi mà chúng ta xét một cái mức như thế này đấy, thì nó hoàn toàn căn cứ trên cái mô hình đó. Thì mình thấy là cái mô hình này là cũng là một cái hình thức thưởng này, cũng là một cái hình thức nó rất là đáng quan tâm. Bởi vì sao ạ, cái hình thức thưởng lũy tiến này á, là tại vì thưởng lũy tiến theo phần trăm, cho nên nhân viên của mình mà bán chân càng nhiều thì người ta sẽ càng được hưởng nhiều đấy. Thì mình nghĩ có lẽ là nếu mà các quán thực sự có quan tâm thì có lẽ là cái này cũng là một yếu tố mà mọi người nên để ý đấy. Thì đây là cách mà mình tính toán cho cái bảng đấy. Đấy, ở đây là một cái bảng P&L nho nhỏ mà mình xem xét là sau khi mà mình thưởng cho nhân viên thì quán còn lại gì. Thì thật ra thì nếu như mà mọi người kiểm soát tốt thì mình thấy là mô hình bạn ấy chạy khá là ổn định đấy. Ví dụ như là ở mức 50 triệu này là mức tiêu chuẩn này, thì sau khi mà thưởng cho nhân viên là 750.000 ở đây đó, tức là tiền thưởng cho ví dụ ở đó các bạn, ở quán đó các bạn có ba nhân viên đấy, thì là 750.000 là ba nhân viên đó. Thì ở đây các bạn vẫn còn được lợi nhuận khoảng 8,5 triệu mà cũng không tệ. Và cái khúc bên này chia ra doanh thu, mình ngồi tính sơ sơ doanh thu cho các bạn học viên đó, thì thật ra con số này cũng hoàn toàn là khả thi chứ không phải là không khả thi đấy. Còn ngược lại, ví dụ như nếu như mình lên 86 triệu, đúng không ạ, thì thưởng như nhân viên ba nhân viên thưởng là 2 2 triệu 910.000
và lợi nhuận cũng tốt. Đấy. Thì tùy vào vấn đề đó là bây giờ chỉ còn thứ nhất là các bạn chủ quán đó bạn 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 huấn luyện cho nhân viên của mình bán hàng tốt mức nào và bạn ấy tổ chức cái khu vực của mình làm việc nó tối ưu tới mức nào thôi. Đấy. Thì đấy là một cái cách mà mình cân nhắc để mình tiến hành mình share hoặc là mình thưởng cho nhân viên theo doanh thu. Đấy không? Mà mình nghĩ là hầu hết các chủ quán có lẽ là nên nên cân nhắc xem thử. Tiếp theo là mình sẽ tiến tới câu hỏi của bạn tiếp theo ạ. Em cảm ơn anh Hùng ạ. Em tin là các anh chị sẽ nhận được những gợi ý rất là hay từ anh. Em xin đến với câu hỏi tiếp theo là các diễn giả có thể gợi ý một vài cách thức tăng doanh thu khi mở quán cà phê thời điểm cuối năm được không ạ? Okay. Okay. Tăng doanh thu thời điểm cuối năm thì thật ra thì phần mềm ý là cuối năm của các bạn thì thật ra chúng ta vẫn hay chạy promotion. Thường thì cuối năm là thời điểm mà chúng ta chạy những cái menu theo mùa này. Mùa ở đây là menu theo mùa Giáng sinh, menu theo mùa mình thường thấy nhất đó là có ba cái giai đoạn chính, đó là mùa Giáng sinh là một này, và sau mùa Giáng sinh là tính là Tết Tây, tức là New Year, và sau đó là tính mùa Tết Ta. Thì thực ra ba cái giai đoạn này trên nhau cũng không nhiều lắm, khoảng một tháng, mà Tết Tây cho đến Tết Ta thì tùy năm, có năm sẽ là một tháng, có năm chỉ đến hai mươi mấy ngày thôi đó. Thì mọi người có thể cân nhắc là một, mọi người có thể làm ba cái promotion riêng biệt, nhưng mà mình nói luôn hồi nãy rồi, tức là menu mà các bạn chạy promotion rõ ràng là không thể nào các bạn dùng cái menu tối ưu được. Cái menu tối ưu là cái menu mà các bạn bán từ ngày này sang ngày khác, rõ ràng các bạn không thể nào dùng cái menu đó được đó. Và menu promotion thì các bạn phải cân nhắc làm sao để mà cho nó, tức là nó vừa đủ thú vị, nhưng mà ba cái menu promotion chạy cách nhau trong vòng một tháng thì rất là mình nghĩ với bản thân mình đó cũng là một cái thử thách rất là lớn. Thì các bạn sẽ phải thay đổi menu là một, các bạn thay đổi công thức là hai đó, và ba menu khác nhau thì tức là nôm na là các bạn sẽ có gấp 3 lần công việc của mình lên. Đấy. Và cái thứ ba và cái cuối nữa mà mình hay để ý đó, là cuối năm đó, là các chủ quán rất là hay quên cái vấn đề kiểm kê nguyên vật liệu của mình. Có thể là vì các bạn bận quá, các bạn không có thời gian đó. Các bạn bán nhiều quá, các bạn nghĩ doanh thu nhiều thì nó bù lại không có đâu, ngược lại là khác đó đó. Thì bình thường á, vào vào cuối năm á, mà các bạn muốn tăng doanh thu của mình thì các bạn phải đảm bảo trước, đảm bảo được cái vấn đề là các bạn kiểm soát được nguyên vật liệu tốt với đã, rồi làm gì làm đó. Chứ không thể nào mà các bạn đi bán nhiều, các bạn bán nhiều mà order nhiều thì nó cũng vậy à, nó không khác nhau hết trơn á đó. Thì tăng doanh thu cuối năm mà nhiều quá hay quên đó là sao, là kiểm soát kỹ cái kho nguyên vật liệu của tránh order quá tay, tránh hao phí quá nhiều, tại vì đông, các bạn làm đông cuối năm các bạn thường bán nhiều, bán đông thì thường là sao phí rất là lớn đó. Và tiếp theo là các bạn làm menu menu promotion hay là menu thú vị đấy đó, là menu là các bạn phải kiểm soát, các bạn phải lựa chọn rằng nếu như các bạn không có đủ thời gian để mình làm ba cái thì chúng ta có thể gom vào chúng ta làm một cái thôi, hoặc là làm hai cái thôi đấy. Hoàn toàn mình nghĩ là một menu 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 dành cho Tết Tây và menu dành cho Christmas là các bạn hoàn toàn có thể gom lại làm một lần cũng được đó, không không nhất thiết phải chia làm hai đấy. Thì đó là cách mà thường hay thấy nhất để mà mình tăng doanh thu cuối năm đó. Vâng, em cảm ơn anh Hùng ạ. Okay. Chúc cho chị Nhi sẽ mở quán cà phê thành công trong thời điểm cuối năm này ạ. Dạ vâng, đến với câu hỏi tiếp theo của anh Tùng ạ. Support F&B chưa có chức năng lọc khung giờ cao điểm theo thời gian khách vào và order, chứ không phải lọc theo doanh thu khi khách thanh toán. Mình rất cần chức năng lọc theo thời gian lên đơn vì quan trọng để biết thời gian chính xác khi khách vào đông. Thì mời chị Ngân Trần trả lời câu hỏi này giúp em ạ. Dạ vâng, hiện tại thì trên Sapo NB thì chưa hỗ trợ lọc đơn hàng hoặc là lọc doanh thu theo cái thời gian mà tạo đơn nhé, thời gian lên đơn. Thì hiện tại là mình chỉ mới đang hỗ trợ là tạo lọc doanh thu, lọc hóa đơn theo cái thời gian thanh toán thôi. Thì phần này thì bên team phát triển sản phẩm, bên Sapo sẽ ghi nhận cái thông tin góp ý này và sắp tới thì sẽ cố gắng cập nhật thêm cái bộ lọc để hỗ trợ nhà hàng có thể lọc được doanh thu theo thời gian lên đơn nhé. Ờ
Tiếp theo nữa thì em sẽ thấy em thấy có một câu hỏi là trên Sapo muốn cấu hình menu thì như thế nào thì làm như thế nào. Em thấy anh Hùng chia sẻ menu tối ưu và menu thú vị. Cái này Mình hỏi thế là người bởi Việt Nam muốn hỏi là cái cấu hình hình tức là là cái cái cách cách mà mà mình mình set up menu hay là ý là Nam muốn nói như thế nào nhỉ? Nam Nam có thể nói rõ cái phần cấu hình menu là như thế nào không? Anh nghĩ là trong thời gian mà mình chờ Nam Nam làm rõ cái phần là muốn cấu hình menu thì như thế nào ấy, thì hay là mình quay lại cái câu hỏi của bạn Fan. Anh mới thấy câu hỏi của bạn Fan Coffee là mình không dùng Sapo, phần website order thì có phải trả thêm phí không mọi người? Nghĩa này chắc là bạn Ngân trả lời giúp anh ha. Hiện tại thì nếu như mà mọi người đã đăng ký gói dịch vụ của Sapo MD rồi thì cái trang web order nó sẽ được sử dụng miễn phí trên gói Pro nhá. Còn đối với các gói dịch vụ thấp hơn thì sẽ chưa hỗ trợ cái trang web order ấy ạ. Còn nếu như mọi người đăng ký gói Pro thì sẽ được sử dụng miễn phí ạ. Bạn Nam nói là để thể hiện menu ra trên phần mềm cho khách ăn như thế nào à? Cái này thì chắc bạn Ngân sẽ giải thích thêm cho Nam ha. Vâng ạ, phần này thì em sẽ xem như là em sẽ hướng dẫn mọi người thiết lập menu ở trên Sapo FMB để xem mọi người có thể nhìn được luôn là menu sau khi thiết lập nó sẽ hiển thị ở trên app bán hàng như thế nào ấy. Xem này nhé. Như trên màn hình mọi người đang thấy là trang web quản trị của Sapo FMB thì ở trong phần mục mặt hàng sẽ có các cái mục như là danh sách mặt hàng, thực đơn, danh mục, nhóm lựa chọn và combo. Thì để thiết lập các cái thực đơn là menu ấy ạ, thì mọi người có thể tạo các cái thực đơn ở trên này. Ở đây em có tạo sẵn một số thực đơn như là hoa quả tươi, đồ ăn, đồ uống và cà phê. Thì ví dụ như mọi người muốn tạo thêm một thực đơn nữa, ví dụ như hoa quả. Ngoài đây sẽ có hoa quả tươi. Mình tạo thêm một cái thực đơn là bánh đi chẳng hạn. Mà mình sẽ cần đặt tên là bánh ở đây và thêm thêm mặt hàng, thêm các cái mặt hàng bánh vào. Ở trên này không còn bánh nữa. Em sẽ lấy ví dụ là em thêm hai cái món này nhá. Sau khi mà đặt tên thực đơn xong thì mọi người sẽ thêm món, thêm mặt hàng vào trong thực đơn đấy và thực hiện nhấn lưu. Đây, như này là em vừa tạo xong thêm một cái thực đơn nữa. Và bây giờ em sẽ show luôn cái màn hình của app bán hàng lên cho mọi người xem nhé. Này, đây là màn hình bán hàng của Sapo MD. Thì trên này mọi người có thể thấy được là đây là list tất cả các cái đơn hàng mà nhà hàng đã tạo. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ cần phải nhân viên thao tác tạo một cái đơn hàng mới và ở trên này sẽ hiện thị ra tất cả các cái thực đơn mà nhà hàng mình vừa thiết lập ấy. Tương ứng bên cạnh là những cái đồ ăn mình đã thêm vào cái thực đơn đấy. Như vừa rồi em có tạo một cái thực đơn đặt tên là bánh như này, là tên là bánh đây, đây là tên thực đơn và ở đây là hai cái món mà mình đã thêm vào cái thực đơn đấy, là đơn giản đúng không ạ? Chỉ qua một hai bước thôi là mình đã có thể thiết lập được cái thực đơn mặt hàng sâu lên trên màn hình bán hàng như thế này. Như vừa em vừa trả lời xong câu hỏi của anh Nam ạ, thì không biết là anh có cần hỏi thêm cái phần gì về về việc thiết lập mặt hàng nữa không ạ?
Không biết là câu trả lời vừa rồi có hài lòng không ạ? Có anh có hài lòng không ạ? Em cảm ơn ạ. Anh NT, anh chị NT có nhắn là xin file phân mục low and high, thì Lý cô cũng có phản hồi là sẽ gửi lại tài liệu trong group Zalo ạ. Anh chị còn câu hỏi nào muốn hỏi không ạ? Anh chị nhắn tin vào một chat giúp em. Vâng, trong một chat này thì có ban tổ chức có nhận được một số phần chia sẻ nữa từ anh Tùng và chị Oanh ạ. Anh Tùng và chị Oanh có chia sẻ là có nhận định là thời gian khách vào thì sẽ quan trọng hơn thời gian chốt đơn thanh toán. Lấy ví dụ như là khi khách vào uống cà phê thì có những người mà sẽ ngồi 2-3 tiếng, thậm chí là cả ngày thì sẽ rất là khó khăn để bổ sung, để đánh giá cái khoảng thời gian quản lý nhân viên và so sánh thời gian order cho khớp. Khi này thì lọc theo doanh thu sẽ không đúng nữa. Và anh Tùng chị Oanh có đề xuất cái tính năng liên quan đến lọc khung giờ cao điểm theo thời gian khách vào và order. Thì em lại cũng rất muốn nghe ý kiến chia sẻ từ anh Hùng, là nếu mà nhận định là từ vai trò của một người là quản lý quán cà phê ạ, thì anh thấy là cái việc khách vào và tính toán, chúng ta tính toán khung giờ cao điểm theo thời gian khách vào order ạ, thì thực tế như thế nào ạ? Cảm ơn chị Mỹ Hạnh. Thì với anh thì theo 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 cái góc nhìn từ từ team operation, team vận hành, thì thật ra thì đúng là chúng ta lấy cái, nếu như chúng ta muốn đo một cái một ngày mà chúng ta có những cái khung giờ nào là giờ cao điểm, thì chúng ta nên lấy cái khung giờ mà chúng ta nhập order thì chính xác hơn. Chứ mà lấy cái khung giờ mà nó mà chúng ta đóng order hoặc là chúng ta thanh toán tiền thì thực sự nó không không chính xác. Đặc biệt là với những cái mô hình mà khách ngồi tại chỗ á, thì đúng là những cái khách mà người ta ngồi, người ta gọi một ly cà phê và người ta hoàn toàn có thể ngồi 2-3 tiếng, đúng không ạ? Thì ví dụ như là người ta ngồi từ lúc 2 giờ sáng, 2 giờ chiều đi, xong người ta ngồi 3 tiếng tới 5 giờ chiều, thì thực ra đó là khung giờ, hai khung giờ đó nó cách nhau quá xa, và nó làm cho cái báo cáo mình nó không còn chính xác nữa. Thì đúng là mọi người sẽ phải nhập cái, nếu như mọi người trích xuất báo cáo thì mọi người sẽ phải lưu ý tới cái vấn đề đó, là mình lấy cái giờ nhập order thì nó chính xác hơn là mình lấy cái giờ mà người ta thanh toán tiền hoặc là người ta đóng order đó. Này. Còn với cái mô hình, ví dụ như là với mô hình mà take away á, thì rõ ràng là các bạn gần như là các bạn mở bill, các bạn mở hóa đơn và các bạn đóng hóa đơn gần như là ngay lập tức. Hoặc là có thể nói không phải là ngay lập tức, nhưng mà cái thời gian mà các bạn mở hóa đơn và các bạn đóng hóa đơn thu tiền thì nó rất là nhanh. Đấy, thì chúng ta có thể hoàn toàn lấy cái doanh thu thì cũng được. Đó. Cái khung giờ nào doanh thu cao nhất thì tốt hơn. Theo 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 mình thấy thì việc mà chúng ta lấy hóa đơn và chúng ta chọn theo cái giờ nhập hóa đơn, nó sẽ chính xác đối với những cái mô hình là ngồi 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 tại chỗ uống và ship, tức là delivery á, thì chính xác hơn. Thì chúng ta sẽ biết được là cái khung giờ nào của mình đó thì mình nhận cái order nhiều nhất. Đấy. Thì đó là ý kiến của Hùng trên cái phương diện là người chạy vận hành hay nhiều hay như là chỗ support ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn ý kiến chia sẻ của anh Hùng. Như vậy thì từ phía là anh Hùng là trải nghiệm thực tế trong việc quản lý quán cà phê ạ, thì cũng thấy rằng là cái việc là tính toán khung giờ cao điểm theo thời gian khách order rất là quan trọng. Và từ phía Sapo thì cũng xin ghi nhận ý kiến từ anh Hùng, một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý quán cà phê, cũng như là các anh chị khách đang tham gia webinar ngày hôm nay ạ, và sẽ đưa vào trong mục phát triển sản phẩm của Sapo để nghiên cứu ra mắt các tính năng phù hợp.
đặc biệt là các tính năng liên quan đến mục báo cáo. Thì hiện tại Sapo cũng đã có những cái tính năng liên quan đến báo cáo mặt hàng bán ra doanh thu, và có thể về cái việc khung giờ cao điểm sẽ liên quan đến vận hành của các quán rất là nhiều, sẽ được Sapo đưa vào nghiên cứu và làm rõ các tính năng này nhiều hơn nữa trong thời gian tới á. Dạ vâng, em cũng có nhận được thông tin từ anh Sơn Trịnh là mình cần tổng kết của phần 2, 3, 4 nữa được không ạ? Vậy thì em xin phép là mời các diễn giả tóm tắt lại về các cái nội dung 1, 2, 3, 4 các anh chị vừa đi qua được không ạ? Dạ vâng, hoặc là ngay sau đây thì em sẽ nhờ bạn MC Huyền Trang, bạn ấy sẽ đưa lại cái tổng kết các cái phần mà anh Hùng và chị Ngân vừa có chia sẻ. Thì chia sẻ tổng kết chung thì đối với phần mà mình quản lý nguyên vật liệu ấy, thì đầu tiên đó là chúng ta biết được cái menu của mình, chúng ta phải phân chia ra menu của chúng ta là menu có hai loại đúng không ạ, menu tối ưu và menu thú vị. Đấy. Thì menu tối ưu là menu mà các bạn làm và sử dụng hàng ngày đó, nôm na đó là cái menu mà chúng ta sẽ bán hàng ngày và nó mang lại phần lớn cái doanh thu của chúng ta trong 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 một năm. Đấy. Và còn cái menu thú vị là cái menu mà chúng ta sử dụng để chúng ta chạy promotion này, hoặc là chúng ta chạy menu theo mùa này. Đấy. Thì nguyên vật liệu dùng cho cái menu tối ưu á thì tụ chung lại là thứ nhất đó là chúng ta phải tận dụng tối đa cái quy tắc đó là một nguyên liệu dành dùng làm cho nhiều món khác nhau, chứ không phải là một món mà cần quá nhiều nguyên liệu, không phải là tận dụng tối đa cái ưu thế đó là một nguyên liệu thì dùng làm nhiều món khác nhau. Và cái thứ hai đó là mình phải xem cái vấn đề là FIFO, tức là cái menu đó của mình đó là cái nguyên liệu của mình là cái nào tới trước, cái nào mà mình mua trước thì mình dùng trước, cái nào mình mua sau thì mình dùng sau, để tránh tối đa cái nguy cơ mà mình hao phí do bị hết hàng đó. Và tiếp theo đó là mình dùng đồ uống, mình dùng nguyên vật liệu mà nếu mình pha chế thì mình phải dùng cân, tức là chúng ta có định lượng rõ ràng đó, dùng cân mà có hoặc là các loại bơm tự động đó, để có định lượng rõ ràng. Phần thứ hai của mình á là phần quản lý doanh thu, thì tức là sao ạ, doanh thu tức là chúng ta phải biết được là các nguồn doanh thu của mình nó đến từ đâu đó, bao gồm á là các item trong menu của mình đó, các item đó là cái item nó đóng góp cái số cái doanh thu đó như thế nào trong toàn bộ cái doanh thu của mình. Đấy. Thì để biết cái đó thì mọi người đã có thể sẽ sử dụng cái file thống kê đóng góp doanh thu theo đầu đầu món uống ấy, để chúng ta có một cái nhìn tổng quan về về cái đóng góp doanh thu trong cái menu của mình. Và một phần khác đó là mình phải biết được là cái doanh thu của mình là đến từ những cái hình thức bán hàng nào là cao nhất, để chúng ta có những cái điều chỉnh cũng như là những cái chiến lược nó phù hợp. Đấy. Thì qua đến phần 3 là quản lý nhân viên, thì quản lý nhân viên hoặc là quản lý ngày công cho nhân viên. Đấy. Thì tức là mình tôn trọng cái nguyên tắc rõ ràng đó, cái giờ cái ngày thường thì sẽ nhiều công, còn cái ngày mà ngày 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 lễ thì là ít công. Đấy. Và cái ngày trong trong một ngày thì cái ngày trong một ngày thì cái giờ cao điểm á, là nhiều nhiều công hơn so với giờ thường đúng không ạ, chứ không thể nào mà chúng ta cứ cào bằng là ngày thường ngày lễ, ngày thường ngày cuối tuần đó, là số lượng công đều như nhau, như thế là không hợp lý. Đấy. Và phần cuối cùng đó là các cái chiến lược bán hàng. Đấy. Thì chiến lược bán hàng thì bên Sapo có thể cho mình xin cái tổng kết của Sapo được không ạ? Vừa rồi là mình có trao đổi qua các cái phần bao gồm cả nguyên liệu, kho hàng, ngày công nhân viên và doanh thu, báo cáo doanh thu. Thì bây giờ mình sẽ
Có cần phải xem được. Ở đây thì em sẽ nói tổng quan lại một chút về phần thứ nhất là phần menu và thực nguyên menu nguyên liệu tồn kho. Thì ở trên Sapo MB thì sẽ có hỗ trợ các tính năng cho phép mọi người có thể thiết lập ra các cái menu mà sau khi sử dụng các chiến lược của anh Hùng vừa nói ạ, tức là tạo ra các cái menu thú vị, menu tối ưu, thì mọi người có thể tạo ra các cái menu đấy ở trên web quản trị của Sapo MB để có thể show ra ngay trực tiếp trên phần mềm bán hàng, và nhân viên hoặc là người mua cũng có thể xem được các cái menu đấy. Thứ hai nữa là đến với phần nguyên liệu thì như vừa rồi anh Hùng có trao đổi là một nguyên liệu thì mình sẽ sử dụng cho rất là nhiều mặt hàng. Thì đối với trong một mặt hàng thì khi khi thiết lập mặt hàng thì mình sẽ có liên kết kho và mình sẽ tạo ra chọn ra các cái nguyên liệu mà mình sử dụng để chế biến cho mặt hàng này, thì mình chọn từng lần lượt các cái nguyên liệu đấy vào và nhập định lượng, chọn đơn vị chế biến tương ứng để mình cập nhật thông tin mặt hàng đấy, để mỗi lần mà mình bán cái mặt hàng đấy ra thì trong kho sẽ trừ đi với cái số lượng tương ứng mà mình đã cập nhật ở trong chi tiết mặt hàng này. Tiếp theo nữa là đối với phần quản lý doanh thu thì trên hệ thống sẽ có ghi nhận các cái dữ liệu, ghi nhận các cái dữ liệu bán hàng ra về doanh thu theo doanh thu tổng quan theo từng cái hóa đơn mà mọi người bán ra ấy, và doanh thu theo từng mặt hàng nữa, thì sẽ ghi nhận là từng số lượng của từng mặt hàng và doanh thu lợi nhuận của từng mặt hàng đấy, cái mặt hàng đấy chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng doanh thu. Trên Sapo MB có ghi nhận hết. Còn phần thứ ba nữa là phần đối với phần quản lý nhân viên thì hoàn toàn mình có thể xem được là cái nhân viên đấy trong cái ca làm việc của bạn ấy thì bạn ấy làm việc khoảng bao nhiêu giờ, check in check out như thế nào, mình chia từng ca phù hợp ra trong ngày và chia cái ca đấy bao nhiêu nhân viên tùy thuộc vào cái việc mà lượng khách đến của nhà hàng là nhiều hay là ít để mình chia nhân viên cho nó phù hợp, và mình hoàn toàn có thể dựa vào những cái dữ liệu này để mình tính lương cho nhân viên cũng được, xem là trong tháng vừa rồi hoặc trong tuần vừa rồi các bạn ấy làm bao nhiêu ngày công, doanh thu bạn ấy mang lại cho nhà hàng bao nhiêu, để mình dựa vào đấy mình tính lương cho nhân viên. Cuối cùng là đến cái phần các hình thức bán hàng thì trên Sapo MB thì có hỗ trợ bán hàng đa kênh trên tất cả các cái bên cạnh những cái hình thức bán hàng truyền thống như là bán hàng ăn tại nhà hàng, mang đi giao hàng truyền thống thì mình có bán hàng online và hoặc là bán trên các cái đối tác thích hợp như GrabFood, và sắp tới sẽ có cả GoFood nữa. Thì đấy đấy là các cái hình thức bán hàng mà Sapo định hướng cho phép nhà hàng có thể bán, và mình có thể đánh giá được xem là cái nguồn doanh thu của hình thức nào đem về cho nhà hàng nhiều hơn để có thể đưa ra những cái chiến lược kinh doanh nó tốt hơn cho nhà hàng mình ạ. Vâng, em cảm ơn anh Hùng Lê và chị Ngân Trần ạ. Dạ, hiện tại cũng đã đến cuối giờ hội thảo của hôm nay rồi. Thì em tin chắc là với những kiến thức trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì anh chị cũng có thể chuẩn bị hành trang của mình ngay sau hôm nay áp dụng và vận hành quán cà phê để đạt được những kết quả như mong đợi ạ. Vì thời lượng chương trình cũng có hạn nên nếu anh chị còn bất cứ câu hỏi nào hay thắc mắc gì mình có thể trao đổi trực tiếp trong nhóm Zalo. Đội ngũ sẽ trực tiếp để giải đáp cho anh chị trong group luôn ạ. Thay mặt ban tổ chức, em xin Huyền Trang xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị khách hàng đã dành thời gian quan tâm và tham dự đến tận phút cuối của chương trình. Xin kính chúc anh chị sức khỏe kinh doanh thành công. Sapo và Decode xin chào và tạm biệt anh chị. Cảm ơn Hùng, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Thì nếu mà có cái gì mà mọi người còn thắc mắc thì mọi người cứ việc gửi email hoặc là câu hỏi thì cho Sabo, đội ngũ Sabo sẽ giải đáp. Cảm ơn mọi người, mong là sẽ còn gặp lại mọi người sau này nữa. Qua buổi trao đổi ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn anh chị đã tham gia và ngồi nghe đến giây phút cuối cùng này. Thì nếu mà sau buổi này thì anh chị có câu hỏi gì thêm hoặc thắc mắc hoặc có cần gì trao đổi thêm ý, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Sapo qua số điện thoại hotline hoặc là mình có group Zalo đúng không ạ? Thì anh chị có thể đưa câu hỏi hoặc thắc mắc lên trên đấy và chúng em sẽ trả lời trực tiếp ạ.
Em cảm ơn anh chị.